Tập 9 Lý Mai Hoa vô cùng tức giận, cô ấy rất lo lắng khi không thấy Tạ Gia Minh ở nhà, cô ấy sợ Tạ Gia Minh sẽ lén lút đi bán máu, cô ấy không thể bình tĩnh được khi nghĩ về chuyện này. Ai mà biết Tạ Gia Minh lại không quan tâm, anh ta biết Vương Gia Tường không phải là người tốt, nhưng vẫn đồng ý đi bán máu với gã. Hoa Mai, hai chuyện này không liên quan đến nhau, anh đã giải thích cho em rồi, anh muốn kiếm tiền, đây là cách duy nhất để anh có thể nhanh chóng kiếm được 30 đồng, em không cảm thấy động lòng sao?" Khi Tạ Gia Minh nói ra những lời này, anh ta cũng quan sát vẻ mặt của Lý Mai Hoa, anh ta không tin Lý Mai Hoa hoàn toàn không quan tâm đến tiền. Tất nhiên Lý Mai Hoa có quan tâm, cô ấy cũng động lòng nhưng cô ấy cũng sợ, cô ấy sợ có một loại tiền không thể kiếm. Anh thật sự điên rồi, bị tiền mê hoặc, sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận. Lý Mai Hoa kết luận Bây giờ cô ấy đã không thể khuyên bảo Tạ Gia Minh được nữa, bởi vì trong lòng anh ta hiểu rõ tất cả, nhưng anh ta lại không muốn nghe theo lời khuyên của cô ấy. "Hôm nay tôi đã nói rõ với anh rồi, lựa chọn như thế nào là tùy anh, nhưng nếu anh thật sự bị bệnh, anh cũng đừng trách tôi tàn nhẫn." Lý Mai Hoa không thể dành cả đời chăm sóc anh ta, cho dù họ đã kết hôn, thì cô ấy cũng không muốn chịu trách nhiệm về hậu quả do sự ích kỷ của Tạ Gia Minh gây ra. Mai Hoa tại sao em lại bi quan như vậy anh chỉ bán ít máu thôi sao có thể bị bệnh được tạ gia minh vẫn tin vào sự may mắn của bản thân anh ta cảm thấy mình sẽ không xảy ra chuyện gì nếu không xảy ra anh ta mãi mãi sẽ không biết được hậu quả nghiêm trọng của vấn đề em thấy vương gia tường bán máu xong vẫn khỏe mạnh không em chỉ đang làm quá lên thôi hứa luật thanh có nói với em về lợi ích của chuyện này không làm gì có Hứa luật thanh vẫn còn hận anh về việc anh đã đến nhà bọn họ trộm đồ. Mặc dù anh ta biết mình đã làm chuyện xấu, nhưng anh ta vẫn cảm thấy bản thân không làm gì sai. Bởi vì anh ta và vương gia tưởng cùng một loại người, cho nên anh ta mới có thể làm ra chuyện như vậy. Thật đáng tiếc, Lý Mai Hoa lại không nhận ra, cô ấy vẫn nghĩ rằng tạ gia Minh bị người khác xúi dục, nhưng cô ấy đâu biết, anh ta đã lớn như vậy, sao có thể dễ dàng bị người khác xúi dục đôi khi trung thực lại là công cụ che đậy bản chất tốt nhất cũng giống như lúc tạ gia minh bị bắt lý tú chi cũng than thở vì sao một người lương thiện lại có thể làm điều sai trái như vậy nhưng không ai ngờ được rằng người thành thật chưa chắc đã thật sự thành thật ở trong thôn tạ gia minh không thể ngóc đầu lên được cho dù không ai nói trước mặt nhưng vẫn cười nhạo sau lưng anh ta lý mai hoa không được xinh đẹp lại lớn tuổi hơn anh ta nhưng vì hợp tính nên mới chung sống cùng nhau Tuy Lý Mai Hoa có năng lực, nhưng không được như ý muốn, đè đầu cưỡi cổ anh ta, làm cho anh ta vô cùng mất mặt. Ngay cả một người như Hứa Quân Cường cũng có thể lấy được một cô vợ xinh đẹp, nhưng anh ta chỉ có thể lấy một người như thế này, mỗi ngày đều phải chịu đựng, nghe theo lời của Lý Mai Hoa, thì cô ấy mới chịu sinh cho anh ta một đứa con tạ Gia Minh đã chịu đựng quá đủ rồi, nhưng anh ta không có năng lực đổi Lý Mai Hoa, cho nên bây giờ chỉ trông cậy vào tiền đồ của con trai chờ đến khi con trai anh ta thành công anh ta cũng sẽ đi tìm một cô vợ mới nếu lý mai hoa biết được suy nghĩ này của anh ta chắc canh sẽ tức chết mai hoa em đừng tức giận em nghe anh nói chúng ta thử một lần nếu thật sự có vấn đề chúng ta sẽ không bán máu nữa được không tạ gia minh hạ giọng thuyết phục cô ấy anh ta biết lý mai hoa sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta bởi vì nếu cô ấy rời bỏ anh ta cô ấy sẽ không còn nơi nào để đi tuy lý mai hoa nói sẽ trở về nhà cha mẹ đẻ nhưng nếu cô ấy thật sự về nhà cha mẹ đẻ cho dù chỉ là mấy ngày thì anh trai và chị dâu cũng sẽ không để cô ấy yên nếu cô ấy thật sự muốn ly hôn cô ấy sẽ không nói nhiều lời như vậy mà đã dẫn đứa nhỏ rời đi rồi tạ gia minh biết rõ hoàn cảnh gia đình của cô ấy cũng vì vậy mà anh ta mới đồng ý kết hôn đã kết hôn sinh con mà muốn về nhà cha mẹ đẻ quả thật không có khả năng lý mai hoa cũng chỉ là một người phụ nữ không có gì trong tay bây giờ tạ gia minh không có năng lực đổi vợi nếu không anh ta sẽ không dỗ dành lý mai hoa như thế này đáng ra lý mai hoa phải nhìn ra được điều này nhưng vì đã nhiều năm là vợ chồng một ngày làm vợ chồng thì trăm ngày hạnh phúc dù không thật lòng muốn kết hôn nhưng bọn họ cũng đã ở bên nhau nhiều năm tạ gia minh cũng có một vị trí trong trái tim cô ấy cô ấy thực sự nghĩ quá tốt quá xa vời tạ gia minh chỉ nghĩ đến bản thân nhưng anh ta lại nói như thể muốn tốt cho vợ con mình như thể anh ta đã làm tất cả mọi thứ vì lý mai hoa và con mà không cần đền đáp nhưng trên thực tế lý mai hoa và con của cô ấy không hề nhận được bất cứ lợi ích nào lý mai hoa biết cô ấy không thể thuyết phục được anh ta nên đành phải từ bỏ được rồi anh đi thử đi cô ấy cũng không muốn nói nhiều lời với anh ta vì nói nhiều cũng vô dụng Tạ Gia Minh hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng của Lý Mai Hoa. Nghe cô ấy nói như vậy thì lập tức gật đầu đồng ý, anh ta cảm thấy mình đã thuyết phục được cô ấy. Vậy thì, Mai Hoa, em rót cho anh ly nước đi. Anh lỡ uống nhiều quá. Tạ Gia Minh vẫn đang trong cơn say, sau khi thuyết phục được Lý Mai Hoa, thân thể thoải mái, chất rượu lại xông lên đầu. Về phòng nghỉ đi, tôi đi đun nước lý mai hoa không muốn tranh cãi với anh ta nữa tạ gia minh không quan tâm đến thái độ của cô ấy cho dù cô ấy không hài lòng thì vẫn phải hầu hạ anh ta không cần phải thuê bảo mẫu cô ấy có thể sinh con chăm sóc em bé còn có thể ngủ với anh ta chuyện này không phải quá tuyệt vời rồi sao cho dù tức giận muốn đánh anh ta một trận nhưng bây giờ tạ gia minh không có năng lực đổi vợ cho nên phải chịu đựng tạ gia minh tính toán len ken trong lòng tất cả những chuyện này đều vì anh ta không có tiền lý mai hoa hoàn toàn không biết anh ta đang suy nghĩ gì tính toán lợi ích vì mình tạ gia minh có chút tự hào anh ta quay về phòng nằm trên giường còn cảm thấy tính toán của anh ta quá hoàn hảo vương gia tường lại không biết tạ gia minh là người có giả tâm như vậy gã nghĩ tạ gia minh là một người vô tâm nên mới lừa gạt thật sự thì hai người bọn họ đang lợi dụng nhau tạ gia minh muốn làm chuyện xấu anh ta lấy cớ bị vương gia tường xúi dục để người khác thương hại anh ta, nếu bị phát hiện thì người ta cũng chỉ trách móc vương gia tường, giống như lần ăn trộm lúc trước, mọi người đều mắng chửi vương gia tường, nhưng đối với anh ta, họ chỉ cảm thấy thương hại, và cũng không nhắc đến chuyện anh ta đã từng ăn trộm đồ. Bọn họ không hề nghi ngờ tại Gia Minh, cho dù bị bắt tận nơi, nhưng bọn họ cũng chỉ nghĩ đó là do vương gia tường xui khiến. Vương gia tường bị cả thôn ghét bỏ, không thể ngẩng đầu lên nổi. Tạ Gia Minh muốn kiếm tiền, nhưng anh ta không có cách nào, vì vậy anh ta lợi dụng Vương Gia Tường, bây giờ chỉ có Vương Gia Tường mới có thể giúp anh ta bán máu. Anh ta ngoài miệng nói Vương Gia Tường là người tốt, thế nhưng trong lòng không ngừng coi thường, anh ta sao có thể dễ dàng bị lừa được. Tạ Gia Minh cũng đã hơn 30 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ 2-3 tuổi, một hai câu là bị lừa gạt. Anh ta tự để bản thân bị lừa, như thế anh ta mới có cơ hội kiếm tiền tội nghiệp cho đám người kia còn thương hại anh ta anh ta không ngốc như bọn họ vẫn nghĩ đợi đến khi anh ta thành công anh ta nhất định sẽ đòi lại tất cả mọi thứ bọn họ sẽ phải trả giá vì dám coi thường anh ta mỗi ngày anh ta đều phải chịu đựng những ánh mắt coi thường lẫn thương hại của những người xung quanh anh ta vẫn khỏe mạnh cho dù nhà có nghèo khổ thì vẫn tốt hơn những người không có gì dựa vào gì mà dám thương hại anh ta cơ hội này anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho dù có phải trả giá vương gia tường không hề nghi ngờ anh ta nếu xảy ra chuyện cũng không có ai chịu nói giúp vương gia tường mặc dù tạ gia minh ghét thân phận người lương thiện nhưng ba chữ người lương thiện này quả thật mang lại cho anh ta quá nhiều lợi ích tạ gia minh càng nghĩ càng vui vẻ cảm thấy ngày tốt lành của mình sắp đến rồi nước đã sôi rồi tôi để ở đây bây giờ tôi đi nấu cơm nếu có việc gì thì cứ gọi tôi lý mai hoa đưa chén trà đến trước mặt tạ gia minh rồi quay đầu rời đi bây giờ cô ấy không muốn nhìn thấy tạ gia minh bởi vì cô ấy sẽ tức giận khi nhìn thấy anh ta tạ gia minh biết cô ấy lo lắng về điều gì bây giờ cho dù cô ấy có đòi về nhà cha mẹ đẻ thì anh ta cũng không sợ hãi bọn họ đã kết hôn nhiều năm như vậy nhà cha mẹ đẻ cũng không còn chỗ cho lý mai hoa ở nữa lý mai hoa lấy tay lau nước mắt cô ấy không thể trông cậy vào ta gia minh về phần đứa nhỏ này không biết nó có giống như tạ gia minh hay không liệu nó có biết ơn những chuyện mà cô ấy trả giá hay không có lẽ nó sẽ giống tạ gia minh thậm chí còn hận cô ấy vì đã không ngăn cản cha nó bán máu nuôi nó ăn học lý mai hoa đã phải trả giá quá nhiều vì gia đình này nhưng cô ấy không nhận được sự đền đáp xứng đáng nếu biết chồng mình chỉ lợi dụng cô ấy như một người bảo mẫu miễn phí như một công cụ hỗ trợ sinh sản một người phụ nữ làm ấm giường chứ không phải một người vợ mà anh ta tôn trọng có lẽ cô ấy sẽ buồn biết bao nhiêu thật đáng tiếc có lẽ lý mai hoa sẽ không bao giờ biết tạ gia minh chỉ coi cô ấy như một người hầu trong nhà anh ta dỗ dành cô ấy chỉ để cô ấy cam tâm tình nguyện chăm sóc anh ta thật ra anh ta không quan tâm đến cô ấy nhà là của anh ta đất là của anh ta và con trai cũng là của anh ta thay vào đó anh ta có được một bảo mẫu sẵn lòng làm tất cả vì anh ta anh ta chỉ cần chịu đựng một chút thỏa thuận này thật sự rất xứng đáng tạ gia minh cảm thấy trong thôn không có người đàn ông nào thông minh hơn anh ta vậy tại sao anh ta lại sợ vợ đó chỉ là một vài chiêu trò nhỏ của anh ta mà thôi nếu sau này anh ta kiếm được nhiều tiền bỏ rơi lý mai hoa thì tất cả mọi người cũng chỉ nghĩ rằng lý do là ở lý mai hoa không phải lỗi của anh ta sao tôi lại thông minh đến như vậy thật sự quá đáng tiếc người phụ nữ ngu xuẩn này sẽ không bao giờ hiểu được nguy hiểm hay không cũng chỉ là thủ đoạn để kiếm tiền tạ gia minh tự mãn anh ta mơ ước kiếm được nhiều tiền không chỉ là con trai của anh ta được đi học mà anh ta cũng sẽ được tự do lên thành phố sống cuộc sống sung sướng ai cũng muốn lên thành phố không ai cả đời muốn làm một người nông dân nông dân có chăm chỉ đến đâu đi chăng nữa thì cũng không kiếm được nhiều tiền vào thành phố thì có thể kiếm tiền mà không cần phải chịu đựng nắng mưa kiếm được nhà lầu xe hơi là những thứ rất đơn giản tạ gia minh chỉ cần nghĩ đến những điều này đã vô cùng hạnh phúc không nhắc đến trong lòng lý mai hoa có bao nhiêu ẩn khuất lâm vãn vãn ở chỗ này được cả nhà họ hứa thật lòng cưng chiều lúc thiếu ăn thiếu uống lý tú chi cũng sẽ nghĩ cách làm đồ ăn ngon cho lâm vãn vãn hôm nay mưa lớn một trận mặt đất được thấm ướt sau này bọn họ thu hoạch rau rồi, cũng sẽ trồng hoa màu. Rau xanh phơi của Lý Tú Chi đã ướp rồi, mặc dù ngày còn ít, nhưng dần đã có vị chua. Lâm Vãn Vãn vẫn luôn mong nhớ, muốn nếm thử, lúc này có thể ăn được rau chua này, Lý Tú Chi cố ý lấy ra một tô. Lý Tú Chi ướp hai loại khẩu vị, một loại rau là thiên chua, một loại là thiên mặn, xem thử bọn họ thích ăn loại nào. Dưa muối dùng để dưa muối lăn đậu hũ là ăn ngon nhất, dưa chua thì để xào với cá xào với gà cũng là một lựa chọn tốt hôm nay trong nhà bọn họ không có gà nhưng chờ thêm một đoạn thời gian nữa có thể đi học chợ nhìn một chút mua mấy con gà con về nuôi cuộc sống nhà nông như vậy đối với lâm vãn vãn là một kiểu hấp dẫn khác lúc lâm vãn vãn còn ở mạc thế chưa từng thể nghiệm cuộc sống như vậy cô rất mong đợi đi học chợ chẳng qua trước mắt cô càng mong đợi dưa muối và dưa chua của lý tú chi cô chỉ ngửi được mùi đã không nhịn được chảy nước miệng nhất là mùi chua của dưa chua cô cảm thấy nhất định sẽ rất ngon lý tú chi cũng biết cô thèm ăn cho nên cho cô một miếng nhỏ vãn vãn nếm thử dưa chua này xem thử có hợp khẩu vị với con không bây giờ mặc dù đã thấm vị rồi nhưng cũng không chua lắm thích hợp ăn trực tiếp lý tú chi đã sống một khoảng thời gian với cô cũng có chút hiểu khẩu vị của cô cũng biết cô không kén ăn chỉ cần ăn ngon đều nguyện ý ăn. Trái lại lâm vãn vãn rất dễ nuôi, đến chỗ nào, chỉ cần không bị đói là được sau khi nhận lấy dưa chua của Lý Tú Chi, lâm vãn vãn không tự chủ mà nuốt nước miếng, cô cảm thấy rau này rất là chua. Mẹ, vậy con ăn đây. Lâm vãn vãn còn chưa bỏ vào miệng, đã có chút căng thẳng, hơi có chút chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài. Con cứ yên tâm ăn đi, số ngày ướp còn ít, cũng không chua lắm đâu. Lý Tú Chi nhìn thấu tâm tư của cô, cười nói. Bà cũng không phải chỉ ướp rau một hai lần, bây giờ vô cùng có kinh nghiệm, tất nhiên biết cái gì có thể ăn, dạng gì không thể ăn, ướp bao nhiêu ngày sẽ chua ê răng. Lâm vãn vãn nghe được bà nói như vậy, dũng cảm bỏ vào miệng. Quả nhiên như Lý Tú Chi nói, bây giờ dưa chua vẫn chưa chua lắm, trái lại làm cho cô cảm thấy có chút ngon miệng, mẹ, thật sự rất ngon, cũng không chua lắm. Trong mắt Lâm vãn vãn đều là ngạc nhiên mừng rỡ, cô thật sự không ngờ rau ướp chua bình thường lại ăn ngon như vậy. Mặc dù lúc ở mặt thế, không có cơ hội ăn gì, nhưng lần này cô thức sự thích vị của dưa chua này. Mẹ, không bằng con đi ra sông bắt con cá, tối nay chúng ta ăn cá dưa chua đi. Lúc Lâm vãn vãn nhắc đến cá dưa chua, ánh mắt cũng sáng lên. Coi như dễ cho cô ở trong sông cả một buổi sáng, cô cũng không cảm thấy mệt lý tú chi biết không ngăn được cô cũng đã thành thói quên lúc gần tối thừa dịp không có người cô sẽ đi ra sông bắt cá đi cũng được nhưng đừng ham nhiều bắt một con đủ ăn là được trời tối con ở trong sông mẹ không yên tâm lý tú chi dặn dò bây giờ nhà bọn họ không thiếu ăn thiếu uống lâm vãn vãn không cần mạo hiểm nữa nhưng cô vẫn thích đi ra sống bắt ba năm con cá mới chịu dừng lại lâm vãn vãn gật đầu cười đáp vâng cô muốn bắt cá tất nhiên không thiếu dẫn hứa luật thanh đi tuy lý tú chi nói không để cho cô bắt nhiều nhưng cô bắt cá rất thành thạo không cần ở dưới sông quá lâu đã có thể bắt được hai ba con vì vậy cổng cái sọt sau lưng tránh cho lúc về không cầm hết hứa luật thanh không ngờ đến lâm vãn vãn sẽ dẫn anh đi theo dù sao bây giờ cũng không phải là lúc lâm vãn vãn mới đến đây lúc này đã quen biết với người trong thôn thấy người ta cũng có thể gật đầu chào hỏi trái lại là hứa luật thanh, ra ngoài cũng không thích nói chuyện. Vãn vãn trở về sớm một chút, đừng ham chơi, tời tối, đường đi không dễ dàng. Lý Tú Chi nhìn bóng lưng vui sướng của Lâm vãn vãn, không nhìn được lại dặn dò. Nếu không phải bộ xương già này không có bản lĩnh đi với Lâm vãn vãn, cũng chỉ có thể nói lại nhảy, nếu không bà cũng muốn đi với Lâm vãn vãn. Nếu như chân của hứa luật thanh tốt lên, vậy quá tốt rồi. Đây là suy nghĩ thường xuyên của Lý Tú Chi, dù hôm nay cuộc sống đã rất tốt, nhưng thỉnh thoảng bà vẫn hy vọng hứa lực thanh có sức khỏe như người bình thường. Tú Chi, ở chỗ này làm gì vậy? Hứa Đại Hải hoàn toàn không biết tâm tư của Lý Tú Chi, ông rất hài lòng cuộc sống trước mắt. Dù sao hai chân tàn tật của hứa luật thanh cũng là ván đã đóng thuyền, hôm nay trời mưa xuống, Lâm vãn vãn cũng không có suy nghĩ muốn đi, hẳn là sẽ sống qua ngày với luật thanh, đây đối với hứa đại hải mà nói đã đủ rồi không có gì ông đi nhóm lửa cho tôi đi chúng ta chuẩn bị nấu cơm lý tú chi lắc đầu bà biết suy nghĩ của mình không thực tế lại quá tham lam hôm nay có con dâu tốt như lâm vãn vãn bà cũng nên thỏa mãn được vậy tôi đi đây hứa đại hải đáp một tiếng công việc này của ông đã trở lại rồi từ khi lý xuân nha đến nhà bọn họ công việc nhó lửa nào đều bị cô bé đoạt mất không có cơ hội biểu hiện làm cho hứa đại hải cảm thấy rất đáng tiếc nhưng ông ngại tranh đoạt với một đứa bé hôm nay lý tú chi lên tiếng để cho ông làm việc ông không chỉ tức giận trái lại còn rất vui trong phích nước nóng không còn nước ông đun một nồi nước nóng trước cũng không cần rút lửa đúng lúc hai người vãn vãn trở về là có thể trực tiếp nấu cơm lý tú chi tính toán thời gian chỉ cần lâm vãn vãn không ham nhiều bắt được cá hai đứa sẽ trở về được, vậy tôi đi nhóm lửa, bà cũng đừng quên cho thêm nước vào nồi. Hứa đại hải cười nói, đi đến phòng bếp đã lâu không vào, trong lòng rất thư thái. Lời này của ông chính là nói nhảm, Lý Tú Chi cũng không lớn tuổi lắm, còn có thể quên mất chuyện này sao? Không quên được, ông nhóm lửa đi. Lý Tú Chi hừ một tiếng, bắt đầu bận rộn công việc trong tay. Nếu muốn làm cá dưa chua, vậy thừa dịp rảnh, cắt xong dưa chua, chờ lâm vãn vãn về, cũng không cần lúng cuốn tay chân, xong chuyện này, có thể làm chuyện khác. Trừ dư chua ra, còn phải chuẩn bị một ít ở hồi hương, cũng may lần trước vẫn còn dư. Mặc dù Lý Tú Chi không nhớ nổi lúc nào thì mình giữ lại, nhưng ớt hồi hương có thể giữ lâu, cũng không sợ bị hư. Đây là ớt hồi hương không thể trực tiếp ăn, nếu không chỉ sợ trong nhà ngay cả ớt hồi hương cũng không còn. Lý Tú Chi nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng, cũng may bọn họ đã chịu nổi bây giờ nghĩ lại cuộc sống mỗi ngày đều ra ruộng đào rau dại khổ vô cùng làm cho người ta không nói nên lời lâm vãn vãn dẫn theo hứa luật thanh đi ra bờ sông cảm thấy rất vui vẻ cô đã ngoan ngoãn ở nhà đợi mấy ngày mặc dù lý tú chi không có bạc đãi cô mỗi ngày đều được ăn no nhưng cô vẫn thèm ăn hứa luật thanh anh xem em có lợi hại hay không dễ dàng bắt được cá như vậy lâm vãn vãn giơ một cái con cá lớn chừng bàn tay cười khúc khích kêu anh thật sự mà nói nếu để cho cô ăn thỏa mãn thì một con cá này cũng không đủ để cô ăn cũng may trận đầu giành tan lợi hứa luật thanh gật đầu với cô một cái tự như là đang khen ngợi cô rất lợi hại lâm vãn vãn cũng không để ý suy nghĩ thật của hứa luật thanh cô ném cá vào sọt rồi lại bắt đầu bắt cá tới đã tới rồi lâm vãn vãn không thỏa mãn chỉ mang một con cá nhỏ trở về nhà lần trước lúc cô về nhà mẹ cảm thấy cá khô không tệ mùi vị cũng ngon mượn cơ hội này bọn họ cũng phơi mấy con nghĩ như vậy cô bắt cá càng hăng say hoàn toàn quên mất lời dặn dò của lý tú chi liên tiếp bắt năm con cá lâm vãn vãn còn chưa thấy đầy đủ đến lượt con cá thứ sáu lâm vãn vãn nhìn thấy mặt sông rung động từng trận ánh mắt cũng trở nên lấp lánh con cá lớn này rất cẩn thận Lâm Vãn Vãn ở trong sông không dám lộn xộn, không dám thở mạnh, rất sợ hù cá bơi đi mất. Vất vả không phụ người có lòng, kiên nhẫn của Lâm Vãn Vãn lấy được hồi báo. Cô nhìn đúng cơ hội, bắt được con cá lớn này. Có con cá này, Lâm Vãn Vãn không tính bắt tiếp nữa. Con cá lớn này đủ cho nhà bọn họ ăn, những con cá nhỏ khác thì thả vào nước nuôi hoặc trực tiếp phơi khô. Lâm Vãn Vãn có dự định, lập tức đi ra từ trong sông thời gian đi ra ngoài của bọn họ không ngắn coi như lâm vãn vãn không muốn về hứa luật thanh cũng sẽ kêu cô ở trong nước quá lâu cũng không tốt hơn nữa cũng đã bắt được nhiều cá bắt cá vẫn nên về nhà thôi mặc dù ngoài miệng hứa luật thanh không nói nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho lâm vãn vãn dù cô đã xuống sông nhiều lần như vậy nhưng hứa luật thanh cũng không khỏi lo lắng chẳng qua là lý tú chi thích nói lời lo lắng ra khỏi miệng mà hứa luật thanh lại chôn ở đáy lòng mặc dù phương thức biểu đạt của hai người khác nhau nhưng bọn họ đều quan tâm đến lâm vãn 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 chúng ta nhanh về nhà đi em ở trong nước lâu như vậy trở về phải uống nhiều nước ấm một chút gần tối lạnh đừng để bị cảm hứa luật thanh sờ tay cô một cái cảm thấy lạnh như băng không có chuyện gì em không lạnh chính là ngâm trong nước một chút mà thôi một lát là tốt rồi lâm vãn vãn rút tay ra khỏi tay rất nhiều hứa luật thanh đích cười nói anh đừng cầm tay em có mùi tanh không dễ ngửi lâm vãn vãn biết anh thích sạch sẽ cũng không muốn để mùi cá dính trên người anh sao hứa luật thanh còn nghĩ nhiều như vậy anh chỉ muốn nhanh chóng phán đoán trạng thái bây giờ của lâm vãn vãn còn tay dính mùi cá tanh trở về rửa một chút là được không có gì đáng ngại mà em không sợ lạnh thật ra hứa luật thanh đã sớm muốn kêu cô trở về nhưng lại sợ cô bắt chưa tận hứng sẽ không vui, cho nên kiên nhẫn ở trên bờ chờ cô. Vì vậy mỗi khi cô về đến bên cạnh hứa luật thanh, hứa luật thanh sẽ lập tức nắm lấy tay cô, cảm nhận nhiệt độ của cô. Em không lạnh, sức khỏe em rất tốt, anh không cần lo lắng. Lâm vãn vãn cười nói, nếu không phải trên tay có mùi cá quá nồng, thậm chí cô muốn vỗ ngực một cái, để chứng minh thân thể mình thật là rất khỏe. Hứa Lục Thanh lại không cho là như vậy, cũng không tin lời cô, thân thể của Lâm Vãn Vãn cũng không phải là làm bằng sắt, làm sao có thể luôn khỏe mạnh được. Đây chỉ là cô nói dối để an ủi mình mà thôi, đại đa số thời điểm người nhà của anh cũng lựa chọn lời này để an ủi anh, dù sao anh ngồi trên xe lăn cái gì cũng không làm được. Mặc kệ là Lý Tú Chi hay là Hứa Đại Hải, cũng theo bản năng chú ý một ít chuyện, cố gắng không để cho anh sinh ra suy nghĩ mình là một phế vật. Chỉ có Lâm Vãn Vãn lúc ở trước mặt anh không cố kỵ chút nào nhưng lâm vãn vãn lại liền trực tiếp xem anh là người cần chăm sóc quan minh chánh đại chăm sóc mà không phải là thận trọng che giấu chuyện này làm cho hứa luật thanh thoải mái trong lòng rất nhiều nhưng có lúc anh cũng sẽ mất mát cảm thấy mình không giúp được gì lâm vãn vãn cũng mặc kệ anh có tâm tư nhạy cảm hay người sống đừng nên suy nghĩ quá nhiều nếu không sống quá mệt mỏi lúc ở mặt thế cô đã chịu nhiều đau khổ, không hề muốn chịu khổ ở nơi này thái bình thịnh thế này. Chào ôi, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao người ta cũng không sao, chúng ta vẫn về nhà đi. Chút lạnh này đối với Lâm Vãn Vãn mà nói không có ảnh hưởng gì, lúc Lâm Vãn Vãn còn ở mặt thế, hoàn cảnh càng chật vật hơn, cũng không phải là sống được sao. Về nhà em sẽ uống nước nóng, anh không cần lo lắng, thật không có chuyện gì. Lâm Vãn Vãn không thèm để ý chút nào, nhưng vì để cho hứa luật thanh yên tâm cô vẫn đồng ý hứa luật thanh cũng tranh cãi với cô ở bờ sông nghe được cô nói như vậy liền gật đầu có nấc thang thì phải đi xuống bằng không một lát nữa lại có người không quan tâm đến anh hứa luật thanh quá rõ đạo lý này dù sao lâm vãn vãn không phải là một người rất tỉ mỉ ở chung với lâm vãn vãn lâu ngày anh càng thêm hiểu tính tình của lâm vãn vãn được vãn vãn phải nhớ nhé thật ra hứa luật thanh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều bởi vì sau khi trở về tự có lý tú chi lo lắng đi 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 nhanh lên lần này em bắt được sáu con cá đó đủ cho chúng ta ăn thật lâu lâm vãn vãn vui mừng hớn hở nói cô thực sự vui vẻ vì mình bắt được nhiều cá hơn nữa còn có một con lớn vô cùng mặc dù bắt cá đối với cô mà nói đã là chuyện bình thường như cơm bữa nhưng có thể bắt được con cá lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên đi về đưa con cá lớn này cho mẹ làm chúng ta nhất định có thể ăn thoải mái không ăn hết ngày mai còn có thể thêm chút nước nấu canh thật không tệ lâm vãn vãn hoạch định rất tốt thật sự quá vui vì bắt được con cá lớn này vãn vãn thật là lợi hại nếu là đổi thành người khác khẳng định sẽ không bắt được đây không phải là hứa luật thanh khen bừa mà là sự thật con sông này trừ lâm vãn vãn có thể nhảy xuống bắt cá những người khác cũng không dám thử nghiệm hoặc là có người không muốn sống nữa mới dám thử chứ còn gì nữa anh yên tâm đi sau này có em khẳng định sẽ để cho anh ăn ngon lâm vãn vãn kiêu ngạo nói một chút cũng không khiêm tốn chẳng qua cô thật sự có tư cách kiêu ngạo bởi vì cô có bản lĩnh này vậy sau này anh sẽ phải dựa vào vãn vãn rồi hứa luật thanh phụ hòa lời cô cho tới bây giờ anh cũng không ngại dỗ dành cho lâm vãn vãn vui vẻ dẫu sao lâm vãn vãn là thật đáng giá cũng rất làm cho người thích không chỉ anh thích lâm vãn vãn dù cho là mẹ anh cũng đối xử tốt với cô từ tận đáy lòng mặc dù sự đối tốt của lý tú chi có thể xen lẫn một ít tâm tư nhưng người nào không có suy nghĩ cho mình chỉ cần bản tâm tốt kết quả tốt vậy không cần so đo nhiều hai người một đường cười cười nói nói trở về nhà lúc này lý tú chi đã nấu xong nước nóng cũng giữ lại một chén cho Lâm Vãn Vãn. Mỗi lần lúc Lâm Vãn Vãn muốn xuống sông, Lý Tú Chi cũng sẽ chuẩn bị nước nóng cho cô. Mẹ, chúng con về rồi, mẹ nhìn đi, con bắt được một con cá thật lớn. Lâm Vãn Vãn mới vừa vào cửa, không nhìn được vui vẻ gọi Lý Tú Chi, lúc đi vào sân, mặc kệ hứa luật thanh, để cho anh tự đẩy, lấy cá lớn từ trong sọc ra. Nếu không phải sợ quá khoe khoang, bị hàng xóm nghe không tốt, có lẽ sau khi vào cửa cô đã muốn kêu Lý Tú Chi rồi. Dẫu sao chuyện đáng giá vui vẻ như vậy, chính là muốn chia sẻ với người nhà. Mặc dù hứa luật thanh cũng sẽ khen cô, nhưng cô vẫn nguyện ý nghe Lý Tú Chi khen mình. Bởi vì lúc cô chia sẻ chuyện này với Lý Tú Chi, sẽ còn nói cho cô làm thế nào ăn ngon, có mấy loại cách ăn, sau đó nhà bọn họ sẽ ăn như thế nào. Lâm vãn vãn thật sự thích nghe bà nói những cái này, chỉ cần Lý Tú Chi mở miệng cô có cảm giác của gia đình, cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Lúc trước, cô luôn chạy trốn trốn tránh nguy hiểm, hoàn toàn không thể sống yên bình như vậy. Hôm nay cô không chỉ sống an toàn như vậy, còn học được cách hưởng thụ cuộc sống yên bình. Lý Tú Chi nghe Lâm Vãn Vãn gọi mình, từ trong phòng bếp đi ra. Chào ôi, hôm nay Vãn Vãn bắt được con cá thật to, đủ cho nhà chúng ta ăn hai bữa đấy. Lý Tú Chi kinh ngạc nói, bà không nghĩ tới lâm vãn vãn có thể bắt được con cá lớn như vậy vãn vãn nhất định mệt chết rồi đi nước sông kia lạnh như vậy nhanh chóng uống chút nước nóng đi quả nhiên còn chưa nói ba câu lý tú chi đã bảo lâm vãn vãn uống nước nóng rồi hứa luật thanh nghe nói như vậy không nhìn được cúi đầu cười trộm trên đường trở lại lâm vãn vãn cũng than thở với anh sau khi về nhà lý tú chi nhất định bảo cô uống nước nóng không cần hứa luật thanh tự mình tới thúc giục Mẹ, con đi rửa tay trước, tay toàn là mùi cá thôi, trước tiên mẹ lấy vào phòng xử lý đi ạ. À. Trong sọc còn có mấy con cá nhỏ nữa. Lâm vãn vãn giao hết cá cho Lý Tú Chi, xoay người đi vào sân rửa tay. Sau khi mưa một trận lớn, giếng của bọn họ cũng đã có nước, không nói đến chuyện có thể giải quyết vấn đề uống nước hay không, bình thời rửa tay cũng tiện hơn. Lý Tú Chi cũng không thúc giục cô, nhận cái sọc đi vào trong phòng bếp. Trước lấy mấy con cá nhỏ bỏ vào trong chậu nước con cá lớn kia thì dùng cán dao đánh cho hôn mê, sau đó xử lý. Từ sau khi Lâm vãn vãn đi tới nơi này, ba ngày hai bữa đều bắt cá ăn, Lý Tú Chi xử lý cũng ngày càng thuần thục. Hôm nay bà xử lý càng nhanh nhẹn, sau khi cạo sạch vẫy cá, bắt đầu cắt từng miếng. Coi như cắt cá, cũng có nghiên cứu riêng. Thịt cá không thể cắt quá nhỏ bằng không dễ dàng bể nát, nhưng cũng không thể cắt quá dày, bằng không sẽ không thấm vị nấu cá và hầm gà không giống nhau, hầm gà chỉ cần bỏ vào nồi, hầm một chút cũng đã có một nồi canh thơm ngon. Nhưng nấu cá nếu không chú ý, rất dễ có mùi tanh. Con cá này nếu nấu canh bị tanh, có thể ăn được sao? Lý Tú Chi nấu cơm hết sức nghiêm túc, nhất là Lâm Vãn Vãn bắt được con cá lớn như vậy, bà cũng không thể lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Đừng nói là Lý Tú Chi, ngay cả hứa đại hải thấy con cá lớn này, cũng nhìn lâu thêm. Con cá lớn như vậy, không biết đã bao lâu chưa từng thấy qua. Cá lớn như vậy hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Hứa đại hải tiến tới bên cạnh Lý Tú Chi, cười nói. Từ khi hạn hán đến, đừng nói là con cá lớn, trước kia nhà nhà đều có gà mái, nhưng từ lúc đó ông không còn thấy nữa. Không biết qua khoảng thời gian ngắn đi lệ trấn có thể mua được gà con về không, dù sao gà mái cũng bị ăn rồi, cũng không thể đẻ được. Lo lắng này của hứa đại hải có chút dư thừa, nếu người ta bán gà con tất nhiên sẽ có cách con dâu này của tôi thật không tệ mỗi lần trở về đều cho tôi ngạc nhiên mừng rỡ lời này của hứa đại hải là lời thật lòng ông cũng sớm thay đổi cách nhìn đối với lâm vãng vãng không có suy nghĩ giống khi lý tú chi mới mang cô về nhà hôm nay nghĩ lại lúc đầu ông cảm thấy lý tú chi cầm nhiều lương thực như vậy đi đổi thật sự không thích hợp nhưng bây giờ thật sự cảm thấy mình nhìn người không bằng vợ một túi bột ngô đổi được một con dâu tốt quá đáng giá nếu như chuyện này giao cho ông làm ông tuyệt đối không thể làm tốt hơn lý tú chi hứa đại hải càng phát hiện nhà này không có lý tú chi thì không được lý tú chi chính là trụ cột của bọn họ mặc dù có lúc lý tú chi tương đối cảm tính nhưng cũng không có ảnh hưởng gì ngược lại còn để cho cha con bọn họ cảm nhận được sự yêu thương chứ còn gì nữa tôi cũng đã lâu chưa thấy được con cá lớn như vậy nằm trước nhà chúng ta ăn tết mua cá cũng là lớn như vậy đi lý tú chi gật đầu một cái lúc đó tốn rất nhiều tiền đến bây giờ bà vẫn cảm thấy tiếc lần này còn chưa đến tết nhưng chúng ta lại có cá lớn nhất định phải làm thật ngon nếu không uổng công vãn vãn vất và bắt được lý tú chi cười nói bà đã sớm suy nghĩ xong đuôi cá cầm nấu canh thân cá làm cá dưa chua đầu cá vừa vặn còn có thể ráng cây lần trước bà làm cá phi lê cây lâm vãn vãn vô cùng thích lần này làm đầu cá cây khẳng định lâm vãn vãn cũng sẽ thích đáng tiếc duy nhất chính là nhà bọn họ không có ớt tươi trồng trong vườn vẫn còn là mầm cây chẳng qua dùng ớt khô xào với dầu một lần rồi chiên với đầu cá mùi vị chắc không tệ hơn nữa sau khi chiên còn có thể kích thích mùi thơm của ớt vậy đúng là ăn tết trước tết năm ngoái chúng ta cũng không được ăn ngon như vậy cũng chỉ tùy tiện ăn một chút bánh là xong hứa đại hải cười nói hôm nay cuộc sống trôi qua tốt ông mới có thể ung dung nói ra lời này vậy ông cũng không nhìn một chút năm trước là tình huống gì nhà nhà đều ăn như vậy có nhà ngay cả bánh cũng không có mà ăn lý tú chi liếc ông một cái cảm thấy ông nói đều là nói nhảm hứa đại hải bị lý tú chi nói như vậy cũng không tức giận cười ha hải nhìn bà lý tú chi đã có thói quen cãi vã với ông cũng không cảm thấy có vấn đề gì Chẳng qua bà cũng không chăm chú vào chuyện cải vả này bắt đầu nghiêm túc cắt thịt cá. Trải qua sự xử lý của Lý Tú Chi con cá này đã biến thành nguyên liệu của ba món ăn. Chẳng qua muốn hoàn thành càng cần nhiều thời gian, nhưng cho đến bây giờ chuyện ăn cơm đều không sợ mất thời gian, nhất là trải qua lúc thiếu ăn thiếu uống, càng mất thời gian, Lý Tú Chi càng vui. Bởi vì chỉ có lãng phí thời gian, dồn hết tâm tư vào chuyện nấu cơm mới có thể chứng minh nhà bọn họ không thiếu ăn không thiếu uống. Lý Tú Chi sống đến tuổi này đã không có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ muốn không lo ăn mặc, bình an, trong năm con trai an hưởng tuổi già. Lâm vãn vãn rửa tay xong, lại dùng nước nóng trong bình và nước giếng rửa sạch bùn cát trên đùi của mình hứa lực thanh thích sạch sẽ, nhưng lại có thể tiếp nhận mùi tanh dính lên cả người của cô, cô rửa xong, tất nhiên không thể bỏ mặt hứa lực thanh. Sau khi cô rửa sạch cho mình và hứa lực thanh, đẩy hứa lực thanh đến cửa phòng bếp, mình thì cầm phích nước nóng vào phòng bếp. Mẹ, con đặt phích nước nóng ở chỗ này, mẹ cẩn thận đừng để đụng vào nhé. Lâm vãn vãn thấy Lý Tú Chi đang bận rộn, ngay cả thời gian ngẩng đầu cũng không có, đặt phích nước nóng xong thì đi ra. Vãn vãn, trong ly có để lại nước nóng cho con, đừng quên. Mặc dù Lý Tú Chi không ngẩng đầu nhìn cô, nhưng cũng không quên chuyện này. Ly giữ ấm này là hứa luật thanh mang về, hoặc phải nói là đồ vật cũ của hứa luật thanh đưa về. Chỉ cần là đồ của hứa luật thanh, ngay cả cái ly lý tú chi cũng giữ gìn hoàn hảo. Bình thường vợ chồng và bọn họ không cần ly giữ ấm này, hôm nay đúng lúc để cho Lâm vãn vãn dùng đến. Vâng, con mang ra ngoài uống, ở chỗ này vướng tay vướng chân. Lâm vãn vãn xoay người về, lấy ly giữ ấm, đi ra từ phòng bế. Hứa luật thanh thấy ly giữ ấm quen thuộc trong tay cô, không nhịn được con môi mỉm cười rốt cuộc lâm vãn vãn vẫn không tránh thoát còn phải ngoan ngoãn uống nước nóng anh cười cái gì chưa từng thấy người uống nước sao lâm vãn vãn biết rõ suy nghĩ của anh thấy anh cười cố ý hỏi đối mặt với sự gây chuyện của lâm vãn vãn hứa luật thanh cũng không tức giận lời này của vãn vãn thật không có đạo lý anh không thể cười sao hứa luật thanh nghiêm túc nhìn vào mắt cô giống như đang hỏi ý kiến của cô vậy lâm vãn vãn bị anh hỏi như vậy trái lại có chút chột dạ chỗ nào là người ta không thể cười giống như cô bá đạo không cho người ta cười vậy vậy anh cũng đừng cười em cho dù lâm vãn vãn có chút chột dạ cũng sẽ không để cho hứa luật thanh gây khó dễ cho mình lúc nào anh cười em em không thể chụp cái mũ này lên đầu anh được hứa luật thanh không thừa nhận lâm vãn vãn cũng không có cách nào với anh anh chính là người xấu em không nói chuyện với anh nữa. Lâm vãn vãn nhìn thấu sự xấu xa của anh, không để ý đến anh nữa. Cô bưng ly giữ ấm, hơi nhấp một ngụm, có hơi ngọt, cô cho rằng mình uống sai, lại uống một ngụm, quả thật là ngọt. Lúc mở nắp ly ra, cô hoàn toàn không chú ý đến màu sắc của nước không đúng, cũng không nghĩ Lý Tú Chi pha nước đường đỏ cho cô uống. Một khối đường đỏ kia của Lý Tú Chi vô cùng mắc, trừ lần trước cô và hứa luật thanh về nhà mẹ đẻ, lý tú chi cũng chưa từng lấy ra chẳng qua xuống sông bắt cá mà thôi lý tú chi đã pha đường đỏ cho cô uống đặt vào nhà ai đường đỏ cũng là đồ quý giá thường ngày đều không nỡ uống nếu là lúc trước lý tú chi cũng không nỡ nhưng bây giờ trời đã mưa xuống cuộc sống khá hơn một chút đường đó này được xem là cái gì sau này còn có thể sống tốt hơn nữa lý tú chi là người phóng khoáng mặc dù đồ đắt nhưng cũng không keo kiệt đến mức không cho bọn trẻ ăn luật thanh mẹ pha đường đỏ cho em muốn này lâm vãn vãn đi chậm đến bên cạnh hứa luật thanh nhỏ giọng nói cô cảm nhận được tình cảm của lý tú chi không phải là dễnh trò đường đó này không phải ai cũng có thể tùy tiện ăn ngay cả hứa luật thanh cũng không có nước đường đỏ để uống uống đi không phải em thích đồ có vì sao nước đường đỏ này đúng lúc tỏa mãn em hứa luật thanh nhìn bộ dạng dè dặt của cô bộ dạng như kẻ gian, không nhịn được cười. Tất nhiên Lâm vãn vãn thích, nhưng cô lại cảm thấy có lỗi, người già trong nhà còn chưa có uống, hứa luật thanh cũng không uống, chỉ có một mình cô được uống. Lúc cô lấy ly giữ ấm, Lý Tú Chi cũng không nói chuyện trong ly là nước đường đỏ, chỉ thầm lặng đối tốt với cô, không có ý định dùng chuyện này giành công. Lý Tú Chi rõ ràng thiên vị Lâm vãn vãn, cũng không sợ những người khác bất mãn, bà không giống trống khu chiên nói cũng không phải sợ người khác không vui mà là cảm thấy không phải chuyện lớn gì đường đỏ này vốn dĩ chuẩn bị cho hôn lễ của hứa luật thanh vẫn luôn để cho đến bây giờ lâm vãn vãn là vợ của hứa luật thanh dùng đường đỏ này tất nhiên không có gì là không thích hợp hơn nữa nếu cứ để đó không ăn cũng bị hư nhưng lâm vãn vãn không biết suy nghĩ của lý tú chi ô chỉ nhớ lý tú chi quý trọng đường đỏ như thế nào không thể tùy tiện lấy ra. Em rất thích, nhưng không phải đường đỏ này là mẹ cố ý giữ lại sao? Lâm vãn vãn ma sát thành cốc trên láng của ly giữ ấm, rốt cuộc cũng không đi vào phòng bếp hỏi Lý Tú Chi. Giữ lại chính là để uống, hơn nữa, mẹ là chờ lúc anh kết hôn để dùng, bây giờ không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Hứa luật thanh nói có lý có chứng, Lâm vãn vãn cũng không biết phản bác anh như thế nào. Cuối cùng cô chỉ có thể thành thật bưng ly giữ ấm, tiếp tục uống nước đường đỏ dù sao lý tú chi đối tốt với cô nếu như cô không uống hết vậy thì quá phụ tấm lòng của lý tú chi rồi nếu đây chỉ là một ly nước sôi bình thường lâm vãn vãn có thể không uống hết hoặc chỉ cần uống một hớp nếu là nước sôi cũng không có cách nói có lãng phí hay không dù sao bây giờ cũng không thiếu nước nhưng nước đường đỏ này là đồ mà lý tú chi cất giấu như đồ quý vậy cô không thể tùy tiện lãng phí được sau khi lâm vãn vãn ngoan ngoãn uống xong đưa ly giữ ấm về phòng bếp dùng nước sạch cọ rửa sạch sẽ ly giữ ấm mẹ cảm ơn mẹ lâm vãn vãn rửa công ly trước khi rời khỏi phòng bếp thì nói lời này lý tú chi biết cô cảm ơn cái gì nhưng cũng không để trong lòng chúng ta là người một nhà không cần cảm ơn tưới lui trái lại sẽ lộ ra khách sáo lý tú chi đã sớm không khách khí với cô nữa ở chung một chỗ lâu như vậy coi như người xa lạ cũng thành quen thuộc. Hơn nữa Lâm Vãn Vãn cũng không phải loại người điêu ngoa, mỗi lần Lý Tú Chi nấu cơm cô đều khen ngợi làm cho bà rất vui vẻ. Lâm Vãn Vãn cười một tiếng không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài. Cô đã quen khách sao, dù Lý Tú Chi có đối tốt với cô, cô vẫn giữ chút lý trí cuối cùng. Cô là người đến từ mạc thế, quá rõ nếu như quá tin tưởng một người, rất dễ bị giết ngược lại. Dù Lý Tú Chi không có tâm tư xấu, nhưng nếu để cho cô buông bỏ tất cả băn khoăn, vậy vẫn cần chút thời gian. Sau khi Lâm vãn vãn đi ra ngoài, thì cùng về phòng với hứa luật thanh. Dù gì cô ở trong sông bắt nhiều cá như vậy, khẳng định là mệt, phải nghỉ ngơi một chút. Lâm vãn vãn ngồi xuống băng ghế, cả người sụi lơ, giống như không xương vậy. Em thật sự rất mệt, nếu mỗi ngày không cần làm gì cả, chỉ cần há miệng ăn cơm thì tốt rồi suy nghĩ này của lâm vãn vãn không thực tế, chỗ nào có người có thể không làm mà có ăn chứ? coi như có người cam tâm tình nguyện nuôi cô, chiều cô, khẳng định cơ sẽ có mục đích, không thể nào thật sự cái gì cũng không muốn. heo lười nhỏ mỗi ngày đều muốn chuyện tốt như vậy, nếu thật sự có người cái gì cũng thỏa mãn em, không để cho em làm việc, sợ rằng trong lòng em lại cảm thấy có vấn đề. hứa luật thanh cười nói thật ra anh cũng biết lâm vãn vãn chỉ thuận miệng nói mà thôi nếu như em thật không muốn làm việc vậy thì ít thèm ăn lại anh thấy mấy công việc em làm đa phần đều là vì thèm ăn mới làm việc lâm vãn vãn biết đây là lời thật cô chỉ bất mãn biểu môi một cái em không có sở thích gì khác chỉ muốn ăn một chút đồ ngon thôi trừ ăn ra đúng là lâm vãn vãn không có hứng thú gì cả hơn nữa em ăn ngon anh cũng ăn mà cũng không thiếu phần của anh nha mặc dù có lúc cô cũng muốn để cho người nhà ăn ngon một chút nhưng rốt cuộc vẫn không biểu hiện tâm tư này ra hứa luật thanh hiểu tâm tư này của cô vì vậy thấy bộ dạng cá mặn kia của cô mới cố ý chọc cô vậy nếu chúng ta không ăn như vậy vãn vãn sẽ không mệt nữa hứa luật thanh đúng là không ham ăn uống vợ chồng lý tú chi thì càng không cần phải nói cũng là người đã quen chịu khổ chỉ có một lâm vãn vãn thoáng khỏi thời kỳ mạc thế ăn cái gì cũng ngon hoàn toàn không thể từ bỏ đồ ăn ngon được nếu không để cho cô ăn vậy tuyệt đối không có khả năng cô tình nguyện mệt mỏi cũng phải ăn không được em phải ăn em không thể từ bỏ mấy món ngon kia được lâm vãn vãn thành thật nói cô thật sự không muốn ăn cám nuốt trấu dù lý tú chi cố gắng làm đồ ăn trở nên thật ngon nhưng dù rau xanh có ngon đi nữa cũng không ngon bằng thịt Lâm Vãn Vãn nhớ đến mùi vị canh đầu cá ngon miệng mỹ vị cùng với thịt cá tươi ngon cay tê, không nhịn được nuốt nước miếng. Cô cảm thấy mình không có cách nào từ bỏ đồ ăn ngon được. Nhưng Vãn Vãn vừa muốn ăn, vừa không muốn mệt mỏi, vậy phải làm cái gì đây? Hứa luật Thanh làm bộ thở dài. Thật ra anh biết, nếu thật sự Lâm Vãn Vãn muốn ăn, sẽ nguyện ý tư mình ra tay, sẽ không làm khó Lý Tú chi. Anh là cố ý, anh biết rõ ràng em chỉ thuận miệng than phiền một chút mà thôi. Rất ít lúc Lâm vãn vãn oán tránh, cho nên mới làm cho hứa luật thanh cảm thấy mới lạ. Lúc trước hứa luật thanh và Lý Tú Chi cũng đều muốn cô nên học cách lười biến một chút, nhất là Lý Tú Chi, hận không thể nắm tay chỉ dậy. Vãn vãn, anh cũng thật sự muốn để cho em nghỉ ngơi một chút, dù cho em có lợi hại, từ khi đến nhà này, em chưa từng nghỉ ngơi, làm cái này làm cái kia, là một người cũng không chịu nổi hứa luật thanh nhìn rõ sự cực khổ của cô cũng biết những gì cô bỏ ra dù cho lâm vãn vãn làm ruộng không tốt nhưng mỗi lần cô đi theo ra ruộng đều ra sức cho tới bây giờ chưa từng than mệt ở trước mặt lý tú chi cô vĩnh viễn nói mình không mệt để cho lý tú chi nghỉ ngơi nhiều một chút dù cho hứa luật thanh làm con cái đau lòng cha mẹ cũng không thể nói lâm vãn vãn không khổ cực nên làm như vậy mặc dù lâm vãn vãn đến bước đường cùng mới đến nhà bọn họ nhưng cái nhà này cũng chưa từng chịu thiệt trái lại nhà bọn họ còn phải dựa vào lâm vãn vãn mới có được không ít thứ tốt vãn vãn không nên để mình quá cực khổ bây giờ cuộc sống của chúng ta đã tốt hơn nhiều rồi mặc dù hứa luật thanh không đi lại được cũng không có giúp đỡ được gì nhưng cả nhà bọn họ tiêu xài không nhiều chỉ cần lương thực trong ruộng không giảm nhà bọn họ cũng không có áp lực chờ mấy ngày nữa đi mua gà con để cho mẹ mua thêm mấy con nuôi lớn rồi chúng ta hầm thịt ăn hứa luật thanh nhắc đến gà con lâm vãn vãn lập tức hứng thú người cũng ngồi thẳng mấy phần mấy ngày trước mẹ có nói chờ lúc nào đi học chờ mua mấy con gà con vẫn luôn chưa đi chẳng qua chỉ sợ bây giờ không bán dù sao mưa xuống chưa được bao lâu lo lắng của lâm vãn vãn cũng có đạo lý hôm nay người nào cũng bận rộn trong ruộng nào có tâm tư đi học chợ. Ngay cả nhà bọn họ, cuộc sống cũng nhàn nhã, nhưng mỗi ngày đều phải xuống ruộng. Nhà nông rất ít thời gian rảnh rỗi, từ khi trồng hạt giống xuống đến lúc thu hoạch, đều phải mỗi ngày chú ý đến tình huống trong ruộng. Vì vậy lo lắng của cô cũng có đạo lý, dù gì trong nhà còn có vợ chồng Lý Tú Chi hỗ trợ, cô cũng không nổi khó khăn. Lâm Vãn Vãn vẫn là lần đầu tiên làm ruộng, không giống như đám người Lý Tú Chi đã làm quen đối với bọn họ mà nói, có thể làm ruộng là một chuyện tốt, nếu như hạn hán không mưa giống như trước, chỉ nằm ở nhà ngủ ngon, đó mới là chuyện làm cho bọn họ không yên tâm được. Mẹ chúng ta có kinh nghiệm, chỉ cần em nói muốn nuôi gà con, khẳng định có thể nuôi. Hứa luật thanh hiểu được lo lắng của cô, nhìn một cái đã thấy được kết cục của cuộc đời, có lúc làm cho người trẻ cũng khủng hoảng. Lâm Vãn Vãn và anh đều là người không có hy vọng, cuộc sống của anh đã như vậy rồi sau này cũng phải sống trong khó khăn nhưng cuộc sống của lâm vãn vãn còn dài chính bởi vì như vậy anh mới lo lắng nhiều sợ lâm vãn vãn không ở lại hứa luật thanh đã thấy được sự đặc sắc của thế giới bên ngoài thành phố phụng hoa hoàn toàn khác với thôn quê nghèo khổ hai bên giống như cách nhau một thế kỷ vậy nếu lâm vãn vãn đến thành phố lớn chắc canh sẽ không muốn trở về hứa luật thanh đã từng có suy nghĩ như vậy bởi vì thành phố lớn giàu có thuận tiện không có ai sẽ quan tâm đến chuyện của người khác cho nên bọn họ cũng không cần chịu đựng bàn luận và ánh mắt khác thường của người khác lâm vãn vãn là người có bí mật mặc dù anh không nói ra nhưng cũng biết hứa luật thanh không phải người ngu trên người lâm vãn vãn có khác thường sao anh có thể không biết được chẳng qua chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt chưa bao giờ nhắc đến những chuyện mà lâm vãn vãn làm đều vì tốt cho bọn họ nếu anh nói vấn đề này ra, sợ rằng Lâm Vãn Vãn sẽ cảnh giác. Nhìn khuôn mặt tràn đầy vui vẻ của Lâm Vãn Vãn, anh quyết định giả bộ xem như không biết cái gì cả. Nếu như mua gà con, em sẽ đi ngay ra ngoài cắt cỏ cho bọn nó. Lâm Vãn Vãn cười hì hì, thật ra cô hoàn toàn không biết nuôi gà con. Lúc còn ở mặt thế, gà đều là nguyên liệu nấu ăn của cô. Bởi vì hoàn cảnh thay đổi, rất nhiều động vật đều lớn gấp hai lần động vật khi còn thời bình thường, hơn nữa thịt cũng trở nên không ngon. Từ khi ra đời Lâm Vãn Vãn đã sống trong hoàn cảnh như vậy, thận trọng lớn lên, cô chưa từng gặp cha mẹ của mình, cũng không hiểu lắm về cuộc sống bình thường. Nhiều năm mà không lớn lên nghiêng lệch, cũng bởi vì cô có không gian dị năng. Năng lực tự vệ của dị năng giả không gia rất mạnh, nhưng sức chiến đấu lại yếu hơn những dị năng giả khác vì vậy lâm vãn vãn chạy trốn nhiều năm thân thể cũng bị rèn luyện được khả năng chống chọi lâm vãn vãn nghe được lời này của cô cười một tiếng cũng không nói cho cô biết muốn nói gà cũng không chỉ cắt cỏ là được mặc dù nuôi gà không cần cẩn thận như làm ruộng nhưng gà con tương đối yếu phải chú ý một chút hơn nữa trong thôn nhiều chuột hoang cũng phải để ý nếu không sẽ bị ăn mất chuột hoang kia rất khôn khéo nếu đói không chịu đựng được buổi tối sẽ yên lặng kéo đến cũng không có người nào biết. Trong thôn có không ít người nuôi gà, nhìn ăn, muốn giữ lại đẻ trứng, lại bị chuột hoang kéo đi vào ban đêm. Ai, anh nói nếu chúng ta mua gà con, có phải cũng nên làm một cái lồng không, nếu không gà con nuôi ở chỗ nào? Lâm vãn vãn hứng thú nói, cũng muốn thảo luận chuyện này với hứa luật thanh. Đến lúc đó nhìn thử chỗ nào thích hợp để nuôi, trước kia trong nhà có một cái chuồng gà, sau đó trời không mưa, không có đồ ăn cho gà ăn, cũng sợ người khác nhớ thương gà nhà mình, cho nên giết gà, chuồng gà cũng chặt làm thành củi đốt. Sau này nếu lại nuôi, chắc lại làm một chuồng gà nữa. Hứa luật thanh nói cũng không đúng hoàn toàn, dù sao lúc anh mới trở về, vô cùng ngã lòng, ngay cả chuyện của mình cũng không quan tâm, huống chi là chuyện nuôi gà nhỏ như vậy. Em yên tâm đi, mua gà con về, nhất định sẽ có chỗ nuôi, sân nhà chúng ta cũng không nhỏ mặc dù nhà của bọn họ không to bằng nhà của Vương Lan Anh, nhưng cũng là Lý Tú Chi và Hứa Đại Hải phấn đấu xây dựng, ở trong thôn cũng được xem là không tệ. Nói cho cùng bọn họ còn cung cấp cho một sinh viên đại học, ở nơi thôn nhỏ này, có thể ra một sinh viên đại học thật không đơn giản, dù cho lúc ấy tự hứa luật thanh cũng có tiền. Đúng rồi, đến lúc đó hỏi mẹ một chút, chúng ta quyết định chỗ nuôi, nhưng cũng không biết khi nào mới có thể nuôi được. Lâm vãn vãn nói đến chỗ này, lâm vãn vãn lại thở dài một cái bây giờ dù cho kế hoạch có tốt đẹp hơn nữa cũng vô ích bởi vì gà con còn chưa được mua về ai em lo lắng chuyện này cũng quá sớm vẫn là chờ mua về rồi nói sau lâm vãn vãn cũng cảm thấy mình suy nghĩ quá sớm nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện này cô sẽ không nhịn được hưng phấn làm ruộng nuôi gà là chuyện cô chưa từng trải nghiệm cô luôn muốn thử một chút dù khổ cực mệt nhọc đây càng giống như đời người bình thường đối với cô lâm vãn vãn không chán ghét cảm giác xa lạ mà thế giới này mang lại cô thích cuộc sống như vậy cũng theo bản năng muốn dẫn theo hứa luật thanh cùng nhau thể nghiệm cô không nói được là mình thích anh hay là lệ thuộc vào anh mặc dù hứa luật thanh không chăm sóc cô giống như lý tú chi nhưng lại cho cố sự dựa dẫm trong lòng vãn vãn cũng có thể suy nghĩ trước mà đến lúc đó đi cùng mẹ chọn là được hứa luật thanh nhịn không được nói anh nguyện ý nói mấy chuyện vô nghĩa với Lâm Vãn Vãn. Được nha, đến lúc đó chúng ta cùng đi, anh cũng đã lâu không đi ra ngoài chơi rồi. Lâm Vãn Vãn gật đầu một cái, trong lòng của cô không giấu được nhiều chuyện, cũng không suy nghĩ xem hứa luật thanh có đồng ý ra ngoài hay không. Chờ sau khi cô nói xong, mới phản ứng được, đi chợ và trong thôn không giống nhau, không biết phải gặp bao người xa lạ, đã từng là thiên chi kiêu tử, hôm nay phải đi ra ngoài chịu đựng ánh mắt khác thường của người khác chuyện này cần phải dũng khí rất lớn. Chuyện đó. Anh muốn ra ngoài không? Lâm vãn vãn lại bù thêm một câu, nếu như hứa luật thanh không muốn ra ngoài, cô cũng sẽ không miễn cưỡng, chuyện này dù sao cũng là cô sơ sót, không có suy nghĩ tòa diện. Đến lúc đó lại nói, cũng không vội. Hứa luật thanh không từ chối, cũng không đồng ý, chẳng qua anh rủ con người qua loa nói một câu lấy lệ, nhưng ý đã rất rõ ràng. Lâm vãn vãn tự biết mình nói sai, cô cẩn thận nhìn hứa luật thanh, sợ anh tức giận mình. Dù sao đây chính là cô không cẩn thận nói ra, còn chưa suy nghĩ kỹ càng. Nhưng cô không nghĩ đến là sao hứa luật thanh có thể tức giận với cô chứ, mỗi lần cũng là nuông chiều mặt cho cô nũng nịu. Không sao, chúng ta không đi, đi chợ cũng không có gì tốt, còn có nhiều người như vậy. Lâm vãn vãn nói như vậy, trong lòng vẫn vô cùng hối hận sớm biết cô nên để ý một chút đỡ cho dưới tình huống không biết làm cho hứa luật thanh không vui vãn vãn muốn đi thì đi đi không cần để ý đến anh hứa luật thanh hơi thở dài một cái sao anh lại không biết tâm tư của lâm vãn vãn lúc trước lúc cô nói chuyện cũng có chút vô tâm vô phế nhưng khi đó trốc lòng cô không có anh cũng không phát hiện ra hôm nay cô ngày càng để ý đến mình trái lại hứa luật thanh đã miễn dịch những chuyện này rồi không cần lo lắng cho anh, chút năng lực chịu đựng này anh vẫn có, chẳng qua dẫn anh đi, em cũng không tiện vui chơi. Hứa luật thanh nói như vậy cũng không có vấn đề gì, chợ là chia sớm tối, nhưng người nhà quê đều thích đi chợ sớm. Chợ sớm náo nhiệt nhiều người, nếu lâm vãn vãn đẩy anh, sợ rằng nửa bước khó đi, bởi vì nếu bình thường có hai người đi chung cũng có thể bị tách nhau ra. Nhiều năm trước hứa luật thanh đã đi theo cha mẹ đi chợ, anh biết lâm vãn vãn nhất định sẽ thích cảnh tượng như vậy chỉ tiếc anh không có cách nào đứng lên nếu không đã đi sống vai với lâm vãn vãn rồi chờ sớm rất náo nhiệt cũng rất thú vị đến lúc đó em đi theo xem một chút anh không thích nào nhiệt có lẽ sẽ không đi lời này của hứa luật thanh không phải giả anh đúng là không thích tham gia náo nhiệt nếu như không phải ra ngoài với hứa luật thanh anh vẫn luôn ở nhà vậy cũng tốt Đến lúc đó em đi với mẹ, thấy được đồ vui, sẽ mua về cho anh. Lâm vãn vãn cười nói, nhưng cô chưa từng nghĩ, mua đồ cần tiền, nhưng cô không có tiền. Được. Hứa luật thanh gật đầu, đến lúc đó vãn vãn cũng đừng quên. Thật ra anh không nghĩ đến để cho Lâm vãn vãn mua đồ cho anh, nhưng cô đã nói như vậy, hứa luật thanh cũng tiện lời phụ họa cô. Lúc Lý Tú Chi đi ra khỏi phòng bếp, không thấy bóng người Lâm vãn vãn, đã biết cô trở về phòng vãn vãn, sắp ăn cơm rồi, con và Luật Thanh rửa tay ăn cơm thôi. Bà không có vào phòng của hai vợ chồng trẻ, cho dù có chuyện, cũng sẽ đứng ở cửa phòng hoặc ở trong sang kêu bọn họ. Dù sao con cái đã lớn, lại kết hôn rồi, bà làm người mẹ chưa chào hỏi, mà đã vào phòng, quả thật không tốt lắm. Vâng, mẹ, bọn con đi ra ngay đây. Lâm vãn vãn đáp một tiếng, đứng dậy từ ghế, nhưng cả người vẫn lười biếng như cũ có lẽ bởi vì đã nghỉ ngơi được một chút cho nên đột nhiên cô mới lô ra mệt mỏi và lười biếng như vậy hứa luật thanh cũng biết gần đây cô quá mệt vì vậy nguyện ý nghe mấy lời than thở của cô để cho cô thoải mái một chút chút đường đi này anh tự đi là được lúc ở nhà hứa luật thanh đã có thói quen tự làm chuyện của mình dù sao cuộc sống của anh vẫn còn dài không thể mọi chuyện đều dựa vào lâm vãn vãn chăm sóc được lâm vãn vãn cũng sẽ biết mệt cô cũng cần phải nghỉ ngơi anh không có cách nào giúp đỡ cô giải quyết khó khăn nhưng không thể để cho cô mệt mỏi thêm chỉ có thể tự làm chuyện của mình để cho cô thoải mái một chút hứa luật thanh không cần lâm vãn vãn đẩy anh đi ra lâm vãn vãn cũng vui vẻ ung dung cô chắp tay sau lưng giống như đại gia đi theo sau lưng anh hứa luật thanh anh nhìn xem em có phải giống như người hầu nhỏ của anh không lâm vãn vãn chuyển con ngươi tinh nghịch cười nói suy nghĩ của cô luôn kỳ lạ cũng chỉ có hứa luật thanh mới nói chuyện tiếp với cô chẳng qua cô chỉ nói như vậy với hứa luật thanh thôi giống như ở cùng lý tú chi cô cũng sẽ không nói đến những cái này mà là điên cuồng khen ngợi tài nấu nướng của bà lâm vãn vãn vẫn có chút thông minh cô biết người nào nên nói chuyện gì cũng có chút đầu óc tính toán cũng sẽ không làm cho người ta tức giận thật ra người như vậy cũng không làm cho người khác chán ghét trái lại còn làm cho người ta cảm thấy chân thành không giả bộ nếu như lâm vãn vãn mới vào cửa đã hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt người khác lâm vãn vãn hoàn toàn không thể nuôi chiều cô như vậy chứ đừng nói là thích cũng chính bởi vì cô đơn thuần cho nên dù không làm gì cũng làm cho nhà họ hứa vui vẻ giống bây giờ vãn vãn chính là người hầu nhỏ của anh hứa luật thanh cười dỗ cô nhưng nào có người hầu nhỏ nào giống cô không ngừng gọi tên của anh mẹ thấy, người hầu nhỏ này của con không được, chút nữa nhìn thấy đồ ăn ngon nhất định sẽ quên mất con. Đúng lúc Lý Tú Chi vừa vặn nghe được lời này, không nhịn được cười lên. Mẹ, lời này không thể nói như vậy, hứa luật thanh là người lớn cũng không đi lạc được, không thể giống như đồ ăn ngon được, nếu không ăn sẽ không còn. Lâm vãn vãn có lý chẳng sợ, nói chuyện lại có lý có chứng, làm cho Lý Tú Chi không ngừng lắc đầu. Con nhìn đi, mẹ nói con bé là mèo tham ăn, cũng không oan uổng con bé trái lại lý tú chi không cảm thấy lâm vãn vãn tham ăn có gì không tốt người có lòng đơn thuần như vậy rất dễ thỏa mãn nếu để bà cưới một người vợ có giả tâm lớn về cho hứa luật thanh sợ rằng bây giờ trong nhà đã huyên náo không yên rồi lý tú chi và hứa đại hải cả đời là nông dân của cải để dành cũng chỉ như vậy dù cho lấy hết cũng không đủ nhìn chẳng qua vãn vãn nhà chúng ta ngoan như vậy chỉ thích ăn mà thôi trong nhà cũng không phải nuôi không nổi. Lý Tú Chi lại cười nói tiếp. Hôm nay có cá lớn, mẹ đã làm một bàn đồ ăn ngon, bảo đảm có thể làm cho mèo nhỏ tham ăn thỏa mãn. Hôm nay ba món mà Lý Tú Chi làm đúng là rất giống như ăn Tết, bình thường bà cũng không có sức khỏe để làm đồ ăn tốn công như vậy. Không chỉ là vì trong nhà không có thứ gì, hơn nữa còn bởi vì bọn họ đã quen chịu khổ, cũng quen tiết kiệm, có đồ tốt gì cũng phải dánh đền Tết, đối với ngày Tết lớn đó, bọn họ vẫn rất coi trọng. Chỉ tiếc năm ngoái ăn Tết không được vui, ngay cả những ngày lễ tiếp theo cũng là tùy tiện trôi qua. Năm nay là năm đầu tiên Lâm vãn vãn gã đến nhà bọn họ, điều kiện của nhà bọn họ cũng đã trở nên tốt hơn, nhất định phải náo nhiệt trôi qua một cái Tết. Mắt thấy chưa được một tháng nữa là đến đoan ngọ, chưa đến nửa tháng nữa cây ngải trong ruộng sẽ lớn, bọn họ phải chuẩn bị rồi. Chỉ là cây ngải năm nay không lớn lên khỏe mạnh, chẳng qua cũng là đồ cắt lợi có thể sử dụng là được cũng phải hát chút cây xương bô ngâm rượu cho hứa đại hải trong nhà không có cái gì cho gà ăn xem như bây giờ nuôi gà con cũng không kịp đến đoan ngọ sẽ có trứng ăn đến lúc đó lại đi chợ mua thôi còn về đoan ngọ phải ăn gà ăn cá thì không cần lo lắng vốn dĩ trong nhà có cá những con cá nhỏ hôm nay bà để nuôi lớn một chút thì dết phơi khổ để 10 ngày nửa tháng cũng không khó. Trong lòng Lý Tú Chi có tính toán, đến lúc đó lại bận rộn một phen. Chẳng qua làm vệt như vậy, bà cam tâm tình nguyện mỗi lần nhìn cả gia đình vui vẻ ngồi chung với nhau, đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chẳng qua bà không có nói chuyện này, vẫn có chút sớm, ai biết một tháng sau có chuyện gì xảy ra hay không. Mẹ, mẹ làm món ngon gì vậy, ngửi thật là thơm. Lâm vãn vãn không biết suy nghĩ của Lý Tú Chi, cô chỉ ngửi được từng trận mùi thơm truyền ra từ bếp, cũng đã nổi cơn thèm ăn rồi. Hết lần này đến lần khác Lý Tú Chịch mới múc thức ăn ra đĩa, chưa có bưng ra. Mặc dù biết có cá dưa chua, nhưng trong không khí lâm vãn vãn ngửi được mùi thơm tê cây. Cô không nhịn được hỏi, người thèm ăn không thể nào cưỡng lại mùi thơm này, làm cho cô không nhịn được hỏi. Con nhìn con mèo tham ăn nhà chúng ta đi, vừa ngửi được mùi đã không nhịn được rồi lý tú chi không trả lời lâm vãn vãn trái lại mở miệng cười nhạo cô đây không phải bởi vì tài nấu nướng của mẹ quá tốt sao nấu cơm quá thơm nếu không con cũng sẽ không thèm ăn chiếu vậy lời này của lâm vãn vãn làm cho người ta không thể cãi được tay nghề của lý tú chi là nổi tiếng số một số hai trong thôn từ nhỏ bạn chơi của đều hâm mộ anh có người mẹ nấu cơm ngon mặc dù nông thôn mở tiệc đầu bếp chính đều là đàn ông nhưng thỉnh thoảng lý tú chi cũng sẽ được mời bữa tiệc nông thôn chính là cả thôn cùng ăn, nữ ít sức lực, so sánh hai bên thì nằm đầu bếp thích hợp hơn. Lý Tú Chi đi làm trợ thủ ở bữa tiệc, mặc dù tiền công không nhiều bằng đầu bếp chính, nhưng dù gì cũng là một nguồn thu, đây là nguồn thu mà rất nhiều thím bác gái trong thôn không có được. ở nông thôn, bàn rượu bình thường đều là tám bát lớn, có nóng có lạnh, có mặn có chay. Lý Tú Chi mỗi lần đi hỗ trợ, những món còn dư lại, có nhà cũng sẽ nguyện ý chia cho đầu bếp là bà một chút tại nấu nướng của lý tú chi cũng là ngày tháng góp nhặt trở nên tốt hơn nếu không phải bà không mạnh bằng đàn ông không có sức nấu cơm nồi lớn thật sự có người nguyện ý tiêu tiền mời bà làm đầu bếp chính tạm được đi chỉ cần con muốn ăn sau này mẹ sẽ làm cho con ăn lý tú chi khiêm tốn nói bà cũng không nói mấy chuyện đã qua trước kia cũng không có gì tốt để khoe khoang người trong thôn đều lao động bằng hai tay kiếm cơm cũng không ai cao hơn người khác cả. Xem như Lý Tú Chi có bản lĩnh đi nữa, nuôi ra một sinh viên đại học cũng không kiêu ngạo. Từ đầu đến cuối bà cảm thấy nhà mình sống tốt là đã quá đủ rồi. Vậy món con muốn ăn quá nhiều rồi, phải phiền mẹ thường xuyên vất vả à? Lâm Vãn Vãn cũng không khách khí với Lý Tú Chi, dù sao chỉ cần cô có năng lực kiếm được nguyên liệu nấu ăn, mang về cho Lý Tú Chi là được, mặc dù thèm ăn cho tới bây giờ cô lại không làm khó hai vợ chồng gia, cũng sẽ không há miệng đòi đồ ăn không thực tế. Lâm Vãn Vãn làm việc có chút tùy ý, nhưng trong lòng cũng có tính toán. Không phiền phức, nhà mình ăn thì phiền phức cái gì, thật ra mẹ không biết nhiều món, có nhiều món đều là thử làm, nếu ăn không ngon, thật sự tiếc cho nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy. Cho tới bây giờ Lý Tú Chi không cảm thấy phiền khi nấu cơm cho Lâm Vãn Vãn, nếu không cũng sẽ không đồng ý với cô lý tú chi có chính là kiên nhẫn dù sao bây giờ trừ chuyện trong ruộng bà cũng không cần phải làm những chuyện khác hôm nay có lâm vãn vãn và lý xuân nha giúp đỡ công việc ngoài ruộng cũng nhẹ nhàng hơn những năm trước rất nhiều chẳng qua chỉ làm chút đồ ăn không mất quá nhiều thời gian bà hoàn toàn không cảm thấy là chuyện lớn gì vãn vãn thích ăn cái gì thì có thể nói với mẹ xua này cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn chờ lương thực mới có chúng ta càng không cần phải tiết kiệm nữa Đất của nhà bọn họ cũng không tính quá ít, coi như giao xong thuế nông nghiệp cũng đủ cho một nhà năm người ăn no. Trải qua lần thiên tai này, Lý Tú Chi cũng đã có ý định giữ trữ nhiều lương thực một chút, đề phòng bất cứ tình huống nào, dù sao số người trong nhà bọn họ sẽ có ngày tăng lên, đề phòng một chút cũng tốt. "Vậy con cảm ơn mẹ trước, sau này con sẽ đi theo mẹ kiếm ăn." Lâm Vãn Vãn cười nói, cô là người biết dỗ Lý Tú Chi vui vẻ nhất. "Được rồi, nhanh đi rửa tay đi, một lát nữa ăn cơm. Lý Tú Chi đi vào phòng bếp múc đầu cá cây ra, canh cá bà nấu cả một nỗi lớn. Hầm ra màu canh sữa đục, như vậy mới có thể uống. Ai, vậy con đi đây, rửa tay rồi là có thể ăn cơm. Lâm vãn vãn cười ha hả, cô rất nhớ đồ ăn của Lý Tú Chi nấu. Ai ngờ cô mới vừa đi rửa tay xong, hứa Đức Phát đã lâu không gặp đến cửa, ông ấy đến vì muốn bàn bạc chuyện của lý xuân nha với hứa đại hải hôm nay hạn hán đã qua mắt thấy hoa màu mỗi nhà đều đã mọc chẳng qua ruộng của nhà lý xuân nha vẫn còn bỏ hoang rốt cuộc đứa nhỏ này cũng không phải là con cháu của nhà họ hứa lúc đầu lý tú chi thấy cô bé đáng thương mới nhận nuôi cho một miếng ăn đây là chuyện tốt tất nhiên hứa đức phát không nói gì hôm nay thiên tai đã qua nơi trở về của đứa nhỏ này cũng nên bàn bạc lại thật tốt mặc kệ lý tú chi có muốn tiếp tục nuôi lý xuân nha nữa hay không hay là có tính toán khác ông ấy cũng phải hỏi trước một tên bằng không chờ sau này xảy ra chuyện ông là bí thư thôn cũng không biết xử lý làm sao tú chi à đại hải có nhà không hứa đức phát mang theo buồn lo đến cửa ông ấy cũng biết nuôi một đứa bé tốn rất nhiều tâm tư hơn nữa còn là đứa bé không thể há miệng nói chuyện vốn dĩ không có cách nào lý tú chi mới dẫn cô bé về nhà hôm nay nếu lý tú chi không muốn nuôi nữa ông cũng ấy không tiện nói gì có ở nhà có chuyện gì sao lý tú chi nghi ngờ hỏi bà không biết hứa đức phát đến nhà mình làm gì tú chi chị cũng gọi đại hải ra đi chúng ta nói chuyện với nhau một chút hứa đức phát thấy chuyện này phải thương lượng với cả nhà họ hứa dù sao thu nuôi một đứa bé là chuyện lớn đưa con cho người ta cũng là chuyện lớn làm thế nào cũng phải cho cả gia đình đều biết được vậy tôi đi gọi đại hải lý tú chi gật đầu vào phòng bếp gọi hứa đại hải đi ra ngoài mặc dù hứa đại hải cũng không biết chuyện gì nhưng vẫn phối hợp đứng bên cạnh lý tú chi ngồi xuống nói đi chuyện này chúng ta bàn bạc một chút cũng không phải muốn miễn cưỡng nhà các người cuối cùng hứa đại phát cũng có chút ngượng ngùng ông ấy còn đang nợ ân huệ của hứa luật thanh lúc này còn đi làm khó cha mẹ người ta hai người cũng biết bà nội và cha của lý xuân nha cũng đã chết hết mẹ ruột sớm đã chạy mất tuổi của cô bé còn nhỏ không thể sống một mình được hôm nay không có người nào chịu nuôi cô bé tôi biết tú chi tâm địa thiện lương không đành lòng để cô bé chết đói mới mang cô bé về nhà nhưng hôm nay hạn hán đã qua hai người xem có dự định gì vấn đề của lý xuân nha không phải chuyện nhỏ nếu như hứa đại hải không đồng ý nuôi tiếp ông ấy là bí thư thôn phải đứng ra xử lý Tôi cũng không muốn miễn cưỡng hai người, lúc này tôi đến chính là muốn bàn bạc trước với hai người, nếu hai người không muốn, chúng ta lại tính toán cách khác, nếu hai người nguyện ý, vậy tôi cũng có lời muốn nói. Hứa Đức Phát biết lúc trước bọn họ chân chính đồng ý nuôi Lý Xuân Nha, nhưng tình huống bây giờ đã khác. Sau khi nghe nói như vậy, Hứa Đại Hải trầm mặt. Lúc trước làm chủ mang Lý Xuân Nha về là Lý Tú Chi, Lý Tú Chi hoàn toàn không có ở hiện trường, bằng không lúc ấy ông sẽ ngăn cản nhưng ở chung lâu như vậy, ông cũng biết Lý Xuân Nha là một đứa bé ngoan. Từ khi đến cái nhà này Lý Xuân Nha không bao giờ trộm lười biếng, thậm chí còn chịu thương chịu khó hơn người bình thường. Chuyện này cũng vì cô bé không có cảm giác an toàn, bởi vì đây không phải là nhà của cô bé, mà chỉ là chỗ tạm thời cô bé lánh nạn thôi. Nếu như cô bé làm cho những người trong nhà này không vui, vậy cô bé sẽ bị vứt bỏ. Dù mới 6 tuổi, nhưng Lý Xuân Nha đã hiểu được đạo lý sinh tồn. Tâm tư nho nhỏ này của cô bé không làm cho người ta chán ghét, trái lại càng làm cho người ta thương cô bé hơn. Nếu đứa bé có cha mẹ khỏe mạnh, sao có thể còn nhỏ tuổi đã có thể chịu khổ như vậy, vừa mới 6 tuổi đã biết sống nhờ ở đầu không dễ sống. Hứa đại hải không nói ra được lời không muốn nuôi nữa, dù ông có vô tình, nhiều ngày như vậy cũng bị hâm nóng. Lý Tú Chi càng không bỏ được đứa bé này, coi như là mèo con chó con, nuôi lâu như vậy cũng sinh ra tình cảm. Chỉ là không biết Lâm Vãn Vãn và hứa luật thanh tính toán gì, dù sau đây cũng là một đứa trẻ, là một người sống, không phải là con chó con mèo, nếu muốn nuôi, sau này sẽ là gánh nặng của Lâm Vãn Vãn. Dù sao hứa luật thanh cần Lâm Vãn Vãn chăm sóc, nếu lại thêm có một đứa bé câm. Đối với Lâm Vãn Vãn mà nói thật sự không công bằng lý tú chi và hứa đại hải đồng loạt nhìn về phía lâm vãn vãn bọn họ không làm chủ được vãn vãn con cảm thấy thế nào lý tú chi mở miệng hỏi bà biết hứa đại hải khó nói ra lời này nếu đứa bé này ở lại chờ chúng ta già rỗi nhất định sẽ do con và luật thanh chăm sóc con cũng biết luật thanh đã là tình huống này rồi nếu hai đứa có ý định gì cha mẹ đều nghe theo hai đứa thật ra nếu để cho lý xuân nha ở lại đối với hứa luật thanh cũng có chỗ tốt nếu như có ngày Lâm vãn vãn rời đi, vậy chờ sau khi vợ chồng và bọn họ về trời, Lý Xuân Nha sẽ nở mặt ơn nuôi dưỡng của bọn họ, có thể chăm sóc cho hứa luật thanh. Nhưng nếu như Lâm vãn vãn không có suy nghĩ này, giai đoạn chưa trưởng thành của Lý Xuân Nha sẽ là gánh nặng của Lâm vãn vãn. Mặc dù vợ chồng và bọn họ có thể giúp đỡ Lâm vãn vãn, cuộc cải gấp nhặt cũng sẽ để lại, nhưng chờ bọn họ già rồi, cái gánh nặng này đều nằm trên vai Lâm vãn vãn mẹ con không có vấn đề gì con tuổi trẻ khỏe mạnh còn có thể làm nuôi một đứa bé đối với con không phải chuyện lớn gì lâm vãn vãn không có ý kiến dù sao lý xuân nha ở nhà tự chăm sóc mình cũng không cần cô tỉ mỉ chăm sóc hơn nữa không phải còn có cha mẹ giúp sao mẹ thích nha nha như vậy cứ giữ cô bé lại đi lâm vãn vãn không thèm để ý tất nhiên hứa luật thanh cũng không có ý kiến chẳng qua anh cũng không suy nghĩ sau này nhờ vả vào Lý Xuân Nha, đơn giản chỉ vì không quan tâm đến đứa bé này, chỉ xem người nhà có nguyện ý hay không mà thôi. Tất nhiên Lý Tú Chi nguyện ý, nếu để cho bà đưa Lý Xuân Nha đi, bà nhất định sẽ không nỡ. Nghe được lời này của Lâm Vãn Vãn, Lý Tú Chi không tự chủ mà lộ ra nụ cười. Bà muốn giữ Lý Xuân Nha ở lại, nhưng cũng biết mình không thể quá ích kỷ, lúc đầu mang Lý Xuân Nha về, cũng không có quan tâm đến ý kiến của hứa đại hải. Tôi cũng không có ý kiến. Hứa đại hải cảm nhận được ánh mắt của bạn già, buồn buồn nói. Ông cũng không biết sau này mình có hối hận vì quyết định này hay không, nhưng bây giờ ông không có cách nào nói ra ba chữ không đồng ý. Tôi cũng không nỡ để cho nha nha đi. Lúc đầu nhận cô bé về là không đành lòng nhìn thấy cô bé bị chết đói, luật thanh và vãn vãn cũng đồng ý, lúc ấy suy nghĩ chỉ cho cô bé miếng cơm thôi, không chết đói là được nhưng nha nha nghe lời ngoan ngoãn như vậy đến nhà chúng ta cũng không ăn chùa uống chùa người lớn làm việc cô bé cũng có thể đi làm theo lời này lý tú chi là nói thật không có chút giả dối nào không nói đâu xa trẻ con trong thôn có đứa nào năm sáu tuổi có thể chăm chỉ bằng lý xuân nha lý tú chi thật lòng đau lòng cho đứa bé này nếu trẻ thêm chút nữa mà nhất định sẽ giữ lý xuân nha lại nhưng bây giờ bà không muốn liên lụy đến con cái của mình, lúc nghe được ở cũng vãn vãn, bà rất vui vẻ. Bí thư thôn, chúng ta muốn giữ đứa bé này lại, nhưng anh cũng biết nhà tôi rất khó khăn. Tôi có thể tiếp tục nuôi nha nha, nhưng tôi không có cách nào để con bé đến trường được. Lý Tú Chi phải nói trước lời này, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng tránh khỏi phiền phức về sau. Bọn họ không còn năng lực lại cung cấp một đứa bé đi học nữa thật ra cũng là vì không muốn gia tăng áp lực cho lâm vãn vãn và hứa luật thanh lại nói đứa nhỏ này lại không thể nói chuyện dù đưa cô bé đi học cô bé cũng không thể học tập bình thường giống như những đứa trẻ khác trong lời nói của lâm vãn vãn cũng là cho cô bé miếng cơm ít nhất không để cho cô bé đến nỗi giống như con chó con mèo bị người ta đẩy tới đẩy lui ai chuyện này tôi biết đừng nói đứa nhỏ này nhà các người có lòng tốt thu nhận đã rất tốt rồi còn về chuyện đi học cũng không miễn cưỡng. Hơn nữa đứa bé này không giống như đứa bé bình thường, dù cho những đứa bé bình thường cũng có không ít đứa không đi học, để cho các người cung cấp đứa bé này đi học, thực làm khó các người. Hứa Đức Phát gật đầu một cái, có thể để cho Hứa Đại Hải thu nhận Lý Xuân Nha đã là yêu cầu quá đáng rồi, dù sao người ta không quen không biết, nếu để cho người ta nuôi đứa bé đi học nữa, vậy thì không hợp lý tôi cũng biết nuôi một đứa trẻ rất khó khăn trong thôn cũng không bạc đãi nhà các người ruộng của nhà lý xuân nha vẫn luôn không có ai trồng tất cả đều đã bỏ hoang nếu các người không chê các người có thể trồng hoa màu dù gì một năm có chút lương thực cũng có thể xem như khẩu phần lương thực của đứa bé này ngoài ra tôi cũng sẽ phản ánh với cấp trên xem thử có thể tranh thủ chút trợ giúp cho các người không lúc đến hứa đức phát cũng đã nghĩ xong rồi nếu như nhà hứa đại hải không đồng ý nuôi lý xuân nha nữa ông sẽ mang đứa bé này vào trong đại đội nhìn thử có thể đưa đến chỗ nào nếu hứa đại hải nguyện ý nuôi vậy ruộng của nhà đứa bé này sẽ giao cho bọn họ còn về trợ cấp trong lòng ông cũng không nắm chắc chỉ có thể nói một câu tranh thủ thử dù sao ở trong lần thiên tai này có quá nhiều gia đình tan vỡ trong những thôn khác cũng có đứa bé mồ côi chẳng qua lý xuân nha tốt số gặp được lý tú chi chẳng qua tôi cũng không chắc có thể lấy được trợ cấp hay không chẳng qua chỉ nói trước với mọi người một tiếng nếu được là tốt nhất nếu không cũng chỉ có ruộng kia mà thôi vốn dĩ nhà bọn họ cũng không muốn chiếm ruộng của lý xuân nha bằng không không đợi hứa đức phát nói bọn họ đã trồng rồi hôm nay hứa đức phát nói rõ ràng tất nhiên lý tú chi sẽ không từ chối dù sao phải nuôi một đứa bé nhưng có mấy mẫu ruộng nhà bọn họ cũng có thể đỡ vất vả hơn đối với dân quê mà nói ruộng rất quý nếu để cho lý tú chi lựa chọn giữa chuyện hứa đức phát đưa tiền và ruộng bà khẳng định sẽ chọn ruộng tiền kia tiêu một cái đã hết nhưng ruộng thì có thể trồng hoa màu lâu dài dù cho là run hoang xử lý có chút phiền phức chẳng qua bọn họ nhiều người trái lại cũng không phải chuyện gì khó đây cũng phải nói một tiếng với nha nha mặc dù tuổi cô bé còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu chuyện lý tú chi suy nghĩ một chút là bà mang Lý Xuân Nha về đây. Lúc đầu Lý Xuân Nha không muốn về nhà bà, mặc dù biết cô bé là không muốn gây phiền phức cho bà, nhưng hôm nay trời đã có mưa, cô bé muốn đi nhờ cậy thân thích hoặc đi tìm mẹ ruột cũng có thể hiểu được. Bây giờ không biết suy nghĩ của cô bé là gì, người lớn bọn họ quyết định nơi về của cô bé có chỗ không tốt. Lý Xuân Nha vẫn luôn trốn trong góc phòng, dù nghe tên mình cũng không dám đi ra. Cô bé hình như biết người lớn đang bàn bạc về trốn về của mình trong lòng cô bé biết cô bé đã ở cái nhà này quá lâu rồi lý tú chi tốt bụng thu nhận cô bé cô bé không thể gây thêm phiền phức cho người ta được nhà nhà đến đây thím bàn bạc chuyện này với cháu lý tú chi ngoắc tay với lý xuân nha núp ở trong phòng bếp bà không biết lý xuân nha đã nghe được bao nhiêu nhưng đúng là chuyện này không thể giấu được cô bé lý xuân nha có quyền lựa chọn mặc kệ cô bé muốn đi hay ở lại lý tú chi đều tôn trọng cô bé Hai bên đều ôm tâm tư, không muốn làm khó đối phương. Mặc dù Lý Xuân Nha không muốn đi ra, nhưng nghe Lý Tú Chi gọi mình, kỳ kèo một chút, vẫn từ phòng bếp đi ra. "Nha nha, có chuyện trước tiên phải nói rõ ràng với cháu, để cháu không phải khó xử." Vẻ mặt của Lý Tú Chi rất nghiêm túc, bà sẽ không hàm hồ vào mấy chuyện lớn. "Hôm nay chú Đức đến là muốn hỏi ý kiến của cháu, cháu là muốn đi theo chú ấy hay ở lại?" nếu cháu muốn đi theo chú ấy chú ấy sẽ tìm cho cháu một chỗ ở nếu cháu nguyện ý ở lại vậy chúng ta chính là người một nhà nhưng ruộng mà bà nội cháu để lại nhà chúng ta phải lấy trồng hoa màu lý tú chi chưa nói ruộng sẽ trở thành nhà của bọn họ chỉ nói là trồng hoa màu mà thôi suy nghĩ của bà rất đơn giản bọn họ sẽ trồng hoa màu lên đất của lý xuân nha chờ cô bé muốn rời đi bọn họ sẽ trả ruộng lại nếu cháu muốn ở lại thì gật đầu nếu không muốn thì lắc đầu cháu cũng không cần nhanh chóng trả lời suy nghĩ thật kỹ chúng ta chờ cháu lý tú chi không ép cô bé dù sao đây là chuyện lớn không phải ở mấy ngày không vui là có thể rời đi nhưng lý xuân nha không suy nghĩ nhiều cô bé lập tức đồng ý ở cõi đời này cô bé đã không còn người thân nữa mẹ ruột vứt bỏ cô bé nhất định là không muốn cô bé nữa nếu cô bé đi tìm chỉ gây phiền phức cho mẹ ruột mà thôi. Nếu theo chân hứa Đức Phát, cô bé cũng không biết tương lai mình sẽ như thế nào. Cô bé là một người thông minh, rõ ràng biết Lý Tú Chi là lựa chọn tốt nhất. "Nhà nhà, cháu phải biết, đi theo thím sẽ không có cách nào đi học được, thím lớn tuổi, không được như lúc còn trẻ nữa." Lý Tú Chi biết đứa nhỏ này hiểu, có phán đoán trong lòng, cho nên vẫn nói rõ ràng, bà sợ Lý Xuân Nha sẽ hối hận. Dĩ nhiên Lý Xuân Nha biết, cô bé không mong cầu xa vời đến chuyện đi học. Một người câm, sao có thể dung nhập vào trường học được? Dù cho Lý Tú Chi có nguyện ý, cô bé cũng không có dũng khí đó. Cô bé là một quỷ nhát gan, chỉ muốn ở trong thế giới quen thuộc của mình, sống tạm qua ngày. Nếu nha nha nguyện ý, vậy thì do nhà các ngươi chăm sóc con bé, nhà con bé có ba mẫu rưỡi, cũng giao cho các người trồng hứa đức phát nhìn ra lý xuân nha không muốn đi cùng với mình cô bé sợ mình mặc dù không biết tại sao cô bé lại sợ mình nhưng ông ấy cũng có thể hiểu được dù sao không nói chuyện được chỉ có lý tú chi là người quen thuộc mà thôi vậy được nhà nhà sẽ tiếp tục sống ở nhà chúng tôi nếu sau này ai có ý kiện bí thư thôn giúp nhà chúng tôi nói chuyện một chút lý tú chi dứt khoát gật đầu bà cũng không phải là không muốn thu nhận lý xuân nha chỉ muốn giải quyết tất cả vấn đề trước mà thôi quân tử phải biết phòng tiểu nhân sau này có chuyện gì nhà bọn họ cũng dễ nói nếu bây giờ không nói rõ ràng chờ sau này có mâu thuẫn bọn họ sẽ bị người ta chỉ trích lý tú chi tâm tư lương thiện nhưng cũng không phải là quan âm bồ tát nếu là nuôi đứa bé nuôi ra một kẻ thù vậy càng không đáng giá đây là tất nhiên tôi đến đây cũng là muốn thương lượng cho thật tốt tránh cho sau này có phiền phức hứa đức phát gật đầu liên tục nếu không phải lúc đầu lý tú chi chủ động mang đứa nhỏ này về vậy hứa đức phát đã sớm đau đầu đến chết rồi chỗ nào còn có thể như bây giờ thương lượng với một nhà bọn họ mặc dù ông là bí thư thôn có trách nhiệm quản lý thôn nhưng quyền lực của ông rất nhỏ có chuyện cũng chỉ có thể báo cáo lên trên chúng tôi biết anh có thể bàn bạc trước với chúng tôi chúng tôi đã rất cảm kích rồi lý tú chi gật đầu bà không phải là người không hiểu cách đối nhân xử thế Nở mắt Hứa Đức Phát cũng đã nói đến nước này, thái độ còn rất tốt, tất nhiên bọn họ cũng phải cho mặt mũi. Vậy chúng ta cứ quyết định như thế đi, không còn sớm nữa, không quấy rầy mọi người nữa. Hứa Đức Phát cũng biết mình đến không đúng lúc, nhưng ông ấy chỉ có thể thừa dịp rảnh rỗi này đến thôi. Ở lại ăn một bữa cơm rồi đi, trong nhà nấu nhiều đồ ăn lắm. Lý Tú Chi khách sáo giữ lại, bà biết Hứa Đức Phát không phải là loại người mặt dày. Người khác nói vậy ông ấy liền thật sự ngồi xuống không đi. Không cần, nhà tôi cũng nấu cơm xong rồi, đang chờ tôi về. Hứa Đức phát khoát tay, ông không thiếu chút miếng ăn này, sao có thể thật sự ở lại, nếu truyền đi, thật sự không để nghe. Vậy được, Đại Hải, ông đi tiễn đi. Lý Tú Chi cũng không miễn cưỡng, dù sao bà cũng chỉ khách sáo mà thôi. Hứa Đại Hải đứng dây tiễn hứa Đức phát đi ra, xưa nay ông yên lặng, dù cho lúc tiễn người ta ra ngoài cũng không nói chuyện hứa đức phát đi ra cửa mới lại nói đại hải ông cũng nghĩ xong rồi thật muốn giữ đứa nhỏ này lại thời còn trẻ ông ấy và hứa đại hải có quan hệ rất tốt bây giờ khi gặp mặt cũng sẽ gật đầu chào hỏi mặc dù hứa đại hải không thích nói chuyện nhưng làm việc đáng tin những năm nay tình cảm của bọn họ cũng không giảm xuống tú chi không bỏ được đứa bé kia dù sao cũng chỉ là chuyện thêm đôi đũa con trai và con dâu cũng không có ý kiến gì giữ lại thì giữ đi hứa đại hải thở dài tất nhiên ông cũng không muốn thay người ta nuôi con nhưng rốt cuộc những ngày qua cũng có tình cảm với đứa bé này cho nên ông cũng không nói ra suy nghĩ của mình với lại lý tú chi cũng không muốn đưa đứa bé đi lúc đầu nếu không có chuyện kia tôi và tú chi có lẽ cũng sẽ có một đứa con gái hứa đại hải không nói tiếp nhưng hứa đức phát đã hiểu người này lúc nào cũng có một loại suy nghĩ muốn bồi thường lý tú chi nếu anh đã quyết định vậy tôi cũng không nói thêm nữa chỉ là đứa nhỏ không biết nói chuyện rốt cuộc cũng là một chuyện sau này nếu có khó khăn gì cứ nói ra có thể giúp tôi sẽ cố gắng giúp hứa đức phát gật đầu ông cũng chỉ hỏi một câu như vậy cũng sẽ không chi phối suy nghĩ của hứa đại hải là một người ngoài ông ấy cũng chỉ có thể làm những chuyện này thôi tôi biết cảm ơn đã lo lắng cho tôi hứa đại hải gật đầu ông không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng trước mắt ông không muốn hối hận hai anh em chúng ta khách khí cái gì trước kia anh cũng giúp tôi không ít chuyện hứa đức phát bật cười mặc dù hứa đại hải không biết nói chuyện giống như những người khác nhưng cũng là người dễ dàng sống chung được rồi đừng tiễn nữa tôi đi trước sau này lại trò chuyện tiếp Lúc hứa Đức Phát đến có chú ý bác chén bày trên bàn, biết bọn họ sắp ăn cơm, vào lúc này nói xong chuyện chính, tất nhiên không làm chậm trễ bọn họ ăn cơm. Lý Tú Chi đi vào phòng bếp, Lý Xuân Nha cũng đi theo sau lưng bà. Nha nha, nhanh giúp mang dĩa cá dưa chua ra đi, thím múc canh cá ra, chậm trễ thời gian một hồi rồi, khẳng định canh cá này đã được hầm như. Lý Tú Chi còn muốn hầm canh cá lâu thêm chút nữa, nhưng có đoạn nhạc điệm nhỏ như vậy, cũng không cần đợi thêm nữa tuy nhỏ lý xuân nha nhỏ nhưng khí lực lại không nhỏ ngày thường theo lý tú chi xuống ruộng làm việc hôm nay bưng chậu cá dưa chua cũng đi đường rất vững vàng lâm vãn vãn thấy con nít còn đi giúp đỡ sau khi dẫn hứa luật thanh rửa tay xong sắp xếp xong cho anh cũng đi vào phòng bếp mẹ còn cái gì cần bưng không con đến bưng lỗ mũi của lâm vãn vãn đã sớm ngửi được mùi thơm cây rồi tất nhiên biết lý tú chi còn làm món khác lý tú chi thấy cô lập tức cười nói mèo con tham ăn mẹ thấy con ngửi được mùi thơm mà đến đi giọng điều của bà giống như nói chuyện với con gái mình vậy lâm vãn vãn nghe vào cũng không cảm thấy không thoải mái trái lại cảm thấy rất thân thiết đó cũng bởi vì mẹ làm cơm quá ngon con cũng đói bụng rồi lâm vãn vãn cười hì hì chẳng qua đúng là cô đói thật dù sao hôm nay làm nhiều việc lại xuống sông đói cũng là bình thường Này, nhanh bưng để đầu cá cây qua đi Lý Tú Chi chỉ về phía đầu cá cây bà đang múc canh cá không tiện đưa cho Lâm vãn vãn để cho cô tự mình đến bưng Con đã nói ngửi thấy mùi thơm không giống như vị chua tuyệt đối không phải là cá dưa chua quả nhiên còn có món ngon khác Lâm vãn vãn cười bưng đầu cá cây cô quá thích vị cây tê này Biết con thích ăn cố ý làm cho con nhanh bưng ra nếm thử đi Lý Tú Chi cười nói, còn có bánh nóng nữa, để cho cha con đến bưng. Lúc này hứa đại hải đã tiễn hứa Đức Phát về xong, từ trong sân đi đến. Không cần kêu, tôi đã về rồi. Vậy con đi ra ngoài trước nha. Lâm vãn vãn có mắt nhìn chứa không gian lại cho hứa đại hải, bưng đầu cá cây ra. Cô biết cha mẹ có lời muốn nói, dù sao hứa Đức Phát đột nhiên đến cửa, bọn họ quyết định cũng vội vàng. Giống như Lâm Vãn Vãn suy nghĩ, đúng là Hứa Đại Hải có chuyện muốn nói. Nhưng ông nhìn Lý Tú Chi, lại không biết phải mở miệng với bà như thế nào. Hứa Đại Hải thiếu nợ Lý Tú Chi đã tồn tại 20 năm rồi. Chỉ cần Lý Tú Chi vừa nhắc đến chuyện lúc trước, mặc kệ là chuyện gì, Hứa Đại Hải cũng sẽ cúi đầu. Hôm nay cũng vậy, bởi vì Lý Tú Chi, Hứa Đại Hải dần dần đón nhận sự tồn tại của Lý Xuân Nha. Nhưng nuôi đứa bé, lại không phải là nuôi thú cưng tiếp theo bọn họ phải làm thế nào thật ra hứa đại hải còn chưa nghĩ xong thậm chí nghĩ không ra ông luôn bị động tiếp nhận không có suy nghĩ gì ông có lời gì muốn nói thì nói đi đừng nhẫn nhịn trong lòng nhìn ông như vậy tôi cũng ăn không ngon lý tú chi thấy bộ dạng do dự chần chờ kia của ông không nhịn được hứa đại hải nghe bà nói mình như vậy cũng không tức giận đây không phải là tôi chưa nghĩ ra nên nói như thế nào sao hứa đại hải lộ ra vẻ khổ sở ông sợ mình nói thẳng ra chọc cho lý tú chi không vui có gì mà chưa nghĩ ra nói như thế nào có lời thì cứ nói thẳng ra chứ đừng do do dự dự phiền chết người lý tú chi biết ông muốn nói gì chẳng qua chỉ là chuyện của lý xuân nha lúc đầu thu lưu lý xuân nha ông không đồng ý hôm nay hứa đức phát đến tìm chắc ông cũng muốn hất củ khoai lang nóng phỏng tay này đi mặc dù không biết tại sao ông không nói ra ý kiến nhưng lý tú chi biết sớm muộn cũng sẽ biết để đứa nhỏ kia ở lại tôi không có ý kiến nhưng bà có từng nghĩ sau này làm cái gì chưa hứa đại hải thở dài ông biết lý tú chi không vui khi mình nói lời này nhưng ông vẫn phải nói lý xuân nha chính là vấn đề lớn nhất của nhà bọn họ bây giờ nếu không nói rõ ràng sau này sẽ có cãi vã gì mà sau này làm gì chỉ là nuôi đứa bé cho nó một miếng cơm lại không cần phí nhiều tinh lực lý tú chi không định nuôi hư lý xuân nha bà cũng không có năng lực này cho nên coi như muốn giữ lý xuân nha ở lại bà vẫn gọi đứa nhỏ ra nói rõ ràng với nó nếu muốn sống tốt vậy không có khả năng nhưng nếu muốn sống cuộc sống yên ổn ăn no vậy lý tú chi có thể nuôi nhà nhà không phải là đứa bé không hiểu chuyện từ khi đến nhà chúng ta con bé rất chuyên cần ông cũng thấy được nếu như lý xuân nha xem tất cả những giúp đỡ của bọn họ là đương nhiên vậy bà sẽ không tiếp tục nuôi lý xuân nha bà có lòng tốt không sai nhưng cũng không phải là người nào cũng có tâm lòng tốt mặc dù con bé không thể nói chuyện nhưng chuyện con bé làm ông cũng nhìn thấy được tôi tin con bé là một đứa trẻ ngoan lý tú chi cũng không mù quáng thu nuôi một đứa bé bà cũng có tư tâm không phải vì ruộng của nhà cô bé nhiều thơm một người trong ruộng cũng sẽ có người giúp đỡ nhà bọn họ cũng không có mất mát gì vẫn là câu nói kia mặc dù lý xuân nha còn nhỏ tuổi sức còn nhỏ nhưng đã làm được không ít việc tôi biết con bé là đứa bé ngoan nhưng tình huống của con bé không phải đặc biệt sao hứa đại hải nghĩ xa hơn bà nói nếu sau này trưởng thành đứa nhỏ này phải tìm nhà chồng thì sao nếu chúng ta đã nuôi thì phải phụ trách không thể tùy tiện gả con bé cho người khác được lý tú chi không ngờ chồng lại nghĩ đến chuyện xa như vậy chuyện này cũng phải mười mấy năm sau đến lúc đó là tình huống gì còn chưa biết đâu tôi nói này ông già có phải ông nghĩ có chút xa không trước tiên cứ nghĩ đến chuyện trước mắt đi đã lý tú chi tức giận đến bật cười đứa trẻ mới mấy tuổi hứa đại hải đã nghĩ đến chuyện này rồi ông yên tâm đi đến lúc đó chỉ cần tôi còn sống tuyệt đối không để ông lo lắng đâu hứa đại hải bị lý tú chi nói làm cho sặc một cái há miệng nói nếu không nhắc đến chuyện xa như vậy vậy thì nói đến chuyện gần đi từ nay về sau đứa nhỏ này ở lâu dài có phải nên chuẩn bị quần áo giày dép mùa hè hay không trái lại chuyện này phải chuẩn bị ngay thời tiết cũng là một chuyện không ổn định nói không chừng ngày hôm nay lạnh ngày mai ấm áp lúc lý tú chi dẫn theo lý xuân nha đến đây không có mang đồ từ nhà của cô bé chỉ cầm hai bộ quần áo thay đổi Hôm nay nếu bọn họ muốn nhận nuôi Lý Xuân Nha, lại còn lấy ruộng của nhà cô bé, vậy nhà cũ kia của con bé có phải bọn họ nên dọc dẹp một chút hay không, lấy mấy món đồ của Lý Xuân Nha về nhà bọn họ? Như vậy sau này nếu Lý Xuân Nha muốn trở về nhà, cũng có thể đi thăm một chút. Lão gia này, lời này của ông cũng có chút đúng. Lý Tú Chi đặt tô canh đuôi cá lớn vào tay hứa Đại Hải, cười nói: Buổi chiều hôm nay tôi sẽ dẫn Nha Nha về nhà con bé một chuyến lấy quần áo trước kia của con bé nhìn thử có thể mặc được hay không không thể mặc thì sửa lại một chút ngoài ra còn thu dọn nhà của con bé một chút lý tú chi không kiên kỵ nhiều như vậy cũng không quan tâm bà nội lý xuân nha chết ở trong đó chẳng qua muốn thu dọn nhà thôi phải phí nhiều sức dù sao đã rất nhiều ngày không ai ở không biết đã có bao nhiêu bụi nói không chừng ngay cả mạng nhện cũng có bà nhìn rồi làm đi chỉ cần trong lòng bà có tính toán là được hứa đại hải gật đầu một cái ông không lo lắng chuyện này dù sao cũng là bé gái nếu nuôi cũng là lý tú chi phí tâm nhiều hơn hứa đại hải là người cha điển hình nói hay là chỉ biết vùi đầu làm nói không được tốt chính là không để ý đến chuyện nhà ông là người có trách nhiệm nhưng ở một phương diện khác lại có hơi không làm tròn bổn phận hứa luật thanh là con trai ruột của ông có lẽ ông sẽ quan tâm nhiều hơn nhưng đối với lý xuân nha ông lại không có suy nghĩ như vậy tú chi tôi nói thật tôi không đối tốt với đứa nhỏ kia giống như bà hứa đại hải nhìn bộ dạng bận rộn của lý tú chi vẫn nói lời trong lòng ra dù đã đồng ý trong lòng ông cũng rất mờ mịt không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào ông đã có thói quen với cuộc sống bây giờ nhưng tương lai nếu đứa bé kia trưởng thành phải rời bọn họ thì sao có lẽ là lớn tuổi ông ngày càng nhát gan cũng càng muốn được yên ổn. Không giống như Lý Tú Chi, rõ ràng đến tuổi an hưởng tuổi già, còn có dũng khí đi nuôi một đứa bé không mở miệng nói chuyện được. Hứa Đại Hải nghĩ, cái nhà này không thể không có Lý Tú Chi. Nhà nhà của chúng ta rất ngoan, không cần ông già như ông lo lắng. Lý Tú Chi không thể để ý thái độ của Hứa Đại Hải, chỉ cần ông ấy đồng ý để Lý Xuân Nha ở lại là được. Ông chăm sóc tốt cho mình là được lý tú chi không trông cậy hứa đại hải sẽ đối xử thật tốt với lý xuân nha hơn nữa đứa nhỏ này cũng không làm cho bọn họ phải lo lắng đừng suy nghĩ nhiều như vậy khi còn sống không hỏi chuyện sau khi chết trước mắt cứ sống tốt cái đã lý tú chi nghĩ thoáng ra nếu không bà cũng không thể không chút gánh nặng nuôi một đứa trẻ mồ côi được lúc này ngược lại làm cho hứa đại hải trở nên do dự không quyết đoán làm việc trong trước trong sau một đứa bé mà thôi ở trong mắt ông giống như sói bổ báo vậy. Ông giúp tôi bưng canh đuôi cá ra đi, sắp ăn cơm rồi, đừng ở trước mặt con trẻ, nói những lời này. Lý Tú Chi trợn mắt nhìn ông một cái, không cho phép ông nói, nếu Lý Xuân Nha nghe được sẽ không tốt. Hứa Đại Hải cũng đúng lúc ngậm miệng lại, dù sao ông cũng đã nói ra những gì muốn nói rồi. Tràn đầy một bàn toàn là món cá, làm cho Lâm vãn vãn thật muốn ăn ngay, chỉ đợi Lý Tú Chi cùng Hứa Đại Hải vào bàn, cô có thể ăn rồi. Lâm vãn vãn nhìn chầm chầm thịt cá trên bàn, vô cùng thèm ăn, cô đã rất lâu không ăn thịnh soạn như vậy rồi. Đừng nói là lâm vãn vãn, ngay cả hứa luật thanh cũng cảm thấy bữa cơm hôm nay có chút thịnh soạn, giống như ăn Tết vậy. Mẹ thật phí tâm, không trách giờ ăn cơm hôm nay lại chậm hơn bình thường một chút. Hứa luật thanh cười nói, anh biết lâm vãn vãn nhất định sẽ rất vui. Lâm vãn vãn nghe nói như vậy cũng đồng ý, cơm hôm nay quả thật rất phong phú mẹ vẫn luôn phí công sức như vậy cũng là do nhà chúng ta không thiếu điều kiện bằng không chúng ta đã ăn được bàn đồ ăn ngon như vậy đến lúc này lâm vãn vãn còn không quên nịnh hót dẫu sao thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không xuyên lý tú chi lại hưởng thụ nghe được lời này của cô cũng cảm thấy thoải mái trong lòng chứ còn gì nữa chỉ cần vãn vãn chúng ta thích trong nhà lại có mẹ sẽ làm cho các con Lý Tú Chi cười nói, dù sao chuyện này đối với bà mà nói không hề khó khăn, chẳng qua cần một chút thời gian. Con cũng biết mẹ hiểu con nhất, anh chỉ thích nói bậy bà. Lâm vãn vãn biểu môi, bất mãn nhìn hứa luật thanh. Cô biết hứa luật thanh là cố ý nói như vậy, cũng không khách khí trách lại anh. Thấy con trai hoạt bát như vậy, Lý Tú Chi cũng cảm thấy vui vẻ. Lúc trước sau bà dám nghĩ con trai có thể hoạt bát sáng sủa như vậy, cho đến hôm nay tất cả mọi thứ trước mắt đều đang nói cho bà, đây không phải là ảo giác của bà. Luật Thanh, nếu thích thì có thể nói, không được luôn khi dễ vãng vãng. Lý Tú Chi đứng ra chủ trì công đạo cho Lâm vãng vãng, thật ra bà cũng biết con trai là cố ý trêu chọc con dâu, nhưng cũng không thể trêu chọc quá ác. Lâm vãng vãng đều đã nói như vậy, bà làm mẹ, dĩ nhiên phải nói chút gì đó. Mỗi ngày vãng vãng đều khổ cực như vậy, lại còn xuống ruộng, lại đi bắt cá, con còn khi dễ con bé nếu con chọc tới vãn vãn mẹ sẽ thay con bé thu thập con lời này của lý tú chi rất công bằng những ngày qua lâm vãn vãn bận rộn bọn họ đều thấy rõ ràng ai xem ra ở trong lòng mẹ địa vị của con đã xuống rất thấp bây giờ được cưng chiều chỉ có một mình vãn vãn hứa luật thanh cười một tiếng hôm nay anh hiếm khi có tâm trạng nói đùa con chỉ nói một câu thôi đã bị mẹ chụp cái mũ khi dễ sau này có lẽ con phải cẩn thận nói chuyện rồi. Mọi người biết anh đang nói đùa, cũng cũng không có để trong lòng. Con nhanh ăn cơm đi, một lát nữa thức ăn sẽ nguội mất. Lý Tú Chi sửng sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng lại. Bà rất vui lòng thấy con trai khôi phục sự lạc quan sáng sủa như vậy, nhưng cũng không xem con trai tính cách nặng nề kia thành dị loại. Mặc kệ hứa luật thanh là lấy thái độ như thế nào sống, Người làm mẹ như bà sẽ không chê cô cái này làm mẹ cũng sẽ không chê. Chính là ít nhiều gì trong lòng bà cũng sẽ có chút chua sót, ngày này Lý Tú Chi đã chờ quá lâu rồi. Từ sau khi hứa luật thanh về nhà, bà thấy anh sa sút chỉ cảm thấy trái tim như bị đau cắt, nhưng lại không có cách nào. Hôm nay hứa luật thanh ngày càng sáng sủa, bây giờ lại có thể cùng người một nhà đùa giỡn một chút, có thể nói trong lòng bà rất vui vẻ. Ăn cơm ăn cơm, mẹ các con làm một bàn đồ ăn ngon như vậy, không ăn thật đáng tiếc. Hứa Đại Hải cũng đi ra giảng hòa, ông nhìn thấu tâm trạng phức tạp của bạn già. Cũng làm cha mẹ, không chỉ Lý Tú Chi cảm thấy vui vẻ yên tâm, ngay cả người làm cha như ông cũng thấy hứa luật thanh đã nghĩ thoáng, cũng cảm thấy vui vẻ. Nhắc đến ăn cơm, Lâm vãn vãn lập tức lên tinh thần, cô cũng không để ý hứa luật thanh có phải đang khi dễ mình hay không, một lòng trong chỉ nghĩ đến thức ăn ngon mẹ làm món cá dư chua này rất ngon anh cũng ăn nhiều một chút lâm vãn vãn mới vừa rồi còn nói người ta khi dễ cô vào lúc này đã vội vã giúp người ta gấp thức ăn hứa luật thanh ngồi xe lăn chiếm chỗ rất lớn thức ăn cũng cách có chút xa anh không tiện gấp thức ăn kẹp lâm vãn vãn sẽ chủ động giúp anh gấp lúc này mới ăn của mình vãn vãn ăn nhiều là được không cần vẫn luôn lo lắng cho anh anh đủ rồi mặc dù ngoài miệng hứa luật thanh nói như vậy nhưng nụ cười trên mặt lại không lừa được người. Người này nhất định là được tiện nghi còn khoe tài. Chẳng qua Lâm Vãn Vãn cũng không chú ý vẻ mặt của anh, nghe được anh nói như vậy, lập tức quả quyết đồng ý. Được, vậy nếu anh có món nào gấp không đến, cứ nói cho em, em gấp cho anh. Lâm Vãn Vãn dứt khoát gật đầu, bắt đầu vùi đầu ăn. Cô ăn cơm rất ngon, làm cho hứa luật thanh nhìn thấu khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Còn ở một bên Lý Tú Chi và Hứa Đại Hải càng không cần phải nói, duy nhất yên lặng không có cảm giác tồn tại chính là Lý Xuân Nha. Mặc dù đã quyết định nuôi cô bé nhưng đứa nhỏ này hình như trở nên càng trầm mặc. Có lẽ là bởi vì sợ mình không ngoan, sẽ gây phiền phức thêm cho Lý Tú Chi. Vốn dĩ người ta chỉ là thấy cô bé không nhà để về, tốt bụng thu nhận cô bé, cô bé càng không thể được voi đòi tiên. Lý Xuân Nha từ trước đến giờ cũng có ánh mắt, cũng biết tiếng lui, coi như trên bàn bày sơn hào hải vị, cô bé cũng sẽ không ăn như hổ đói. Tuy nói hứa luật thanh không để cho Lâm vãn vãn lo lắng, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nhớ gấp thức ăn cho hứa luật thanh, để cho anh thuận lợi ăn được. Nhìn hai người ăn uống, Lý Tú Chi cảm thấy vui vẻ yên tâm cực kỳ. Lúc này trong lòng bà nghĩ nếu là con trai cùng con dâu có thể sinh một đứa bé, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nhưng bà cũng biết, người không thể lòng tham không đấy. Chuyện sinh con, không phải một mình lâm vãn vãn quyết định điều kiện thân thể của hứa luật thanh như vậy lại không nói có muốn sinh con hay không dù cho muốn đối với lâm vãn vãn nói cũng là một gánh nặng vì vậy coi như lý tú chi rất khát vọng ông cháu trai cho tới bây giờ cũng không nói qua chẳng qua là thấy tình cảm của con trai con dâu tốt như vậy trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối nếu như chân của hứa luật thanh có thể chưa được vậy bà tán gia bài sản cũng sẽ cho con trai đi chữa bệnh Lý Tú Chi che giấu tiếng thở dài trong lòng, bà không dám nói ra, dù cho Lâm vãn vãn không tức giận với bà, bà cũng cảm thấy hổ thẹn. Con người mà, một khi sống tốt, sẽ dễ dàng nổi lòng tham. Trong lòng Lý Tú Chi nghĩ như vậy, bà cũng không ngừng cảnh cáo mình, không nên đi suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên là kết quả tốt nhất. Vừa như Lâm vãn vãn đến, cũng không phải cô trước đó làm xong chuẩn bị. Vãn vãn gần đây mệt lã đi, nhanh ăn nhiều một chút bồi bổ một chút lý tú chi mở miệng quan tâm lâm vãn vãn bà biết mấy ngày nay khổ cực nhất chính là lâm vãn vãn mẹ con ăn không ít mọi người cũng ăn đi không cần phải để ý đến con lâm vãn vãn về mặt ăn cho tới bây giờ không phải là người khách khí con cá này cô bắt được tất nhiên cô muốn ăn cho no bụng nếu cô đã cùng hứa luật thanh kết hôn như vậy đây cũng là nhà cô cô cũng không phải là khách tự nhiên sẽ không khách khí. Chẳng qua trong lòng cô cũng biết, đây là Lý Tú Chi quan tâm cô, cho nên mới nói như vậy. Hơn nữa mẹ, đồ ăn mẹ làm ngon như vậy, dù cho mẹ không nói, con cũng sẽ ăn nhiều. Sau khi ăn xong, Lý Tú Chi dẫn theo Lý Xuân Nha đi đến nhà cô bé thu dọn đồ đạc. Lâm vãn vãn nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cũng đi theo, nhưng lần này cô không dẫn hứa luật thanh tới. Rốt cuộc là nhà cũ, sau khi người chết, cũng không có sinh khí, nói không chừng có rất nhiều bụi, không nói đến chuyện quét dọn phiền phức, để cho hứa luật thanh bị sặc cũng không tốt. Cuối cùng Lâm Vãn Vãn vẫn quyết định, để hứa luật thanh ở nhà đọc sách, dù sao hứa đại hải cũng không có chuyện gì, không định ra ngoài. Mẹ, con thấy nhà này có rất nhiều bụi, trong chốc lát cũng không quét dọn xong được, nếu không trước tiên thu dọn quần áo của nha nha đi. Trái lại không phải Lâm Vãn Vãn muốn trộm lười. Cô chỉ cảm thấy quét dọn một nhà lớn như vậy quá phiền toái, hơn nữa còn không có người ở. Xem như giờ dọn dẹp, không có ai ở, không qua hai ngày cũng sẽ dơ lại. Lời này của Lâm vãn vãn là thật, nhà này chỉ cần không người ở, sẽ rất nhanh bị hư, sân cũng vậy, sẽ bị hoang phế, không lâu lắm sẽ mọc đầy cỏ lại. Nếu bọn họ muốn quét dọn lời, vậy nhất định phải phí sức rất lớn. Xem như giống như Lâm vãn vãn nói, bọn họ quét dọn xong, không quá hai ngày cỏ trong sân lại mọc trong nhà sẽ phủ thêm một lớp bụi cái nhà này giống như chủ nhân đã rời đi vậy biến thành một cái nhà tử khí trầm trầm không có giá trị cần quét dọn tất nhiên lý tú chi biết nhân bọn họ đã đến rồi bà vẫn là muốn quét dọn một chút dẫu sao lúc trước thím lý đi bà không kịp đưa tiễn mang lý xuân nha về nhà cũng là quyết định vội vã vẫn chưa thu dọn tối mệt thì mệt một chút đi vẫn là quét dọn một chút bằng không lòng mẹ không yên. Nếu Lý Tú Chi đã nói như vậy, tất nhiên Lâm Vãn Vãn cũng sẽ không kiếm cớ từ chối. Quét dọn phòng đối với cô mà nói không phải việc khó, chẳng qua là cô cảm thấy phiền toái lại không cần thiết. Vậy được, vậy con đi trước lấy một thùng nước đến. Lâm Vãn Vãn gật đầu, đi phòng bếp cầm thùng nước trót nước. Vãn Vãn cẩn thận một chút mà, trong sân cũng có cỏ, cũng không biết có rắn gì đó hay không, Lý Tú Chi dặn dò, bà cũng dẫn Lý Xuân Nha đi vào nhà tìm sẻn tới, trước tiên phải dọn sạch cỏ cái đã, nếu không rất cản trở công việc dọn dẹp. Lúc này vừa mưa, cỏ trong sân bắt đầu lơn dài ra, có một ít dài đến bắp chân của Lý Xuân Nha. Nếu đâm người Lý Tú Chi không tới nữa, sợ rằng cỏ này có thể dài đến một mét. Nha nha, cháu đứng ở chỗ này đi, thím đi xúc cỏ trước. Lý Tú Chi không tính để cho trẻ con làm việc, bà dẫn nha nha tới, chủ yếu là thuận lợi cho cô bé lựa quần áo mang đi bây giờ là lúc thân thể của nha nha lớn lên đồ năm ngoái có thể mặc vừa nhưng có lẽ năm nay không thể mặc được quần áo không thể mặc lý tú chi không tính mang đi mặc dù quần áo không vừa còn có thể góp lại mây thành một cái khác nhưng lý tú chi cảm thấy không cần phải tiết kiệm như vậy trong nhà còn chút vải lúc trước bà vốn định làm quần áo cho hai người lâm vãng vãng còn dư lại sẽ làm thêm cho lý xuân nha đây cũng không phải là lý tú chi thiên vị, chủ yếu là vóc người lâm vãn vãn đã cao lên, không tiện dùng vải góp, nếu làm cho lý xuân nha trước, khó tránh khỏi sẽ dư lại nhiều vải vụn, ngược lại làm cho lớn trước, làm cho nhỏ sau. Còn quần áo trong nhà nếu là có mới không mặc, liền lãng phí, huống chi chờ trời lạnh, cũng phải lại làm áo bông, bông vải nhà bà không nhiều. Đến lúc đó bông cũ cũng có thể sử dụng một chút Lý Tú Chi cũng không tính sau này đến nhà này nữa lần này bà định mang hết những gì có thể sử dụng đi. Tuy nói nhà bọn họ nuôi Lý Xuân Nha, trong nhà này cũng không người, nhưng bọn họ cũng không thể giống như thổ phỉ tựa, đi từng chuyến tới khuôn đồ, cũng rất khó xem. Lý Tú Chi quyết định lần này cầm đủ đồ sẽ không quay lại nữa, vì vậy lúc Lâm vãn vãn nói ở nhà nhàm chán, muốn đi theo, bà không từ chối. Sau khi nghĩ xong, Lý Tú Chi làm việc càng thêm nhanh nhẹn, động tác cũng nhanh chóng hơn bà luôn là như vậy nhiệt tình với công việc có hoạch định cũng sẽ phó chuyến đi động làm việc hết sức mặc kệ tương lai như thế nào dù là đã lớn tuổi năm tháng đã lưu lại dấu vết trên gương mặt bà lại trải qua chuyện con trai tàn phế hạn hán như vậy nhưng bà vẫn có thể thật lòng mỉm cười lý tú chi cũng không phải chưa từng khóc cả đời bà đã chịu khổ chuyện làm cho bà chân chính vui mừng có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng chỉ cần hưởng một chút ngọt khổ sở sẽ bị hòa tan. Lâm vãng vãng sách một thùng nước tràn đầy đến, đứng ở chỗ cỏ dại mọc ung tùm trong sân, nhìn bóng lưng có chút còng của Lý Tú Chi, bà đã già rồi, thân thể không còn sức sống như lúc còn trẻ, ngay cả sức lực cũng không bằng người tuổi trẻ, nhưng ánh mặt trời chiếu vào người bà, làm làm cho người ta cảm nhận được tinh thần phấn chấn. Có lẽ đây chính là khí thần gì đó, dù thân thể già nua, nhưng trong lòng vẫn còn trẻ. Mẹ, vậy con vào nhà quét sàn lau lau một chút lâm vãn vãn không biết làm việc nhà cũng không biết ra tay từ đâu cô thấy lý tú chi dọn dẹp cỏ dại trong sân cho nên muốn đi quét dọn trong nhà trước được con đi đi nhà nhà cũng đang ở bên trong lý tú chi không cản cô hai người bọn họ phân công làm việc sẽ hoàn thành nhanh hơn lâm vãn vãn nghe nói như vậy cũng không nói nhảm xách thùng nước vào gian nhà chính Lúc này Lý Xuân Nha đang đạp băng ghế nhỏ, tốn sức cầm chổi quét dọn rõ ràng vóc dáng còn không cao bằng chổi, đã muốn dơ chổi lên quét mạng nhện, nha nha, vẫn là để chị đi. Lâm vãn vãn dễ dàng từ tay trong tay cô bé lấy cây chổi, hai ba đường đã quét xong mạng nhện Lý Xuân Nha cũng không nhàn rỗi, cô bé vào trong phòng bếp cầm ra nước múc tử, múc nước trong thùng ra trải xuống đất, để ngựa lúc quét nhà bụi đất bay tung tóe, làm cho người hít thở không thông lại không mở mắt nổi những thứ này đều là ít kinh nghiệm trong cuộc sống nhưng lâm vãn vãn lại không biết chẳng qua cô không có nói ra như vậy sẽ tỏ ra cô ngay cả đứa con nít cũng không bằng cũng dễ dàng bại lộ thân phận của cô mặc dù đứa trẻ sẽ không có tâm tư suy nghĩ nhiều nhưng sống lâu với nhau có thể so sánh phát hiện ra dù sao điều kiện nhà mẹ cô cũng không tốt nếu nói nói chưa từng động tay quét dọn ai sẽ tin lâm vãn vãn quét xong mạng nhện lại quét sang nhà sau khi vẫy qua nước, Lâm Vãn Vãn quét dọn vũng tránh được không ít bụi bặm. Thật ra nếu muốn dọn dẹp trong nhà, cũng không phiền phức lắm, dù sao cô còn có một người giúp đỡ. Nhà nhà, em lau chỗ thấp là được, cao để lại cho chị. Lâm Vãn Vãn nhìn bộ dạng như củ cà rốt nhỏ kia của cô bé, không nhìn được mở miệng. Lý Xuân Nha cũng không miễn cưỡng, nghe nói như vậy, gật đầu, chăm chỉ lâu những nơi mà mình có thể chạm đến nhà này quá lâu không có người ở, dùng dẻ lau lên đều nhuộm thành màu đen, nước giặt ra cũng thành nước dơ. Cũng may thùng nước này nhiều, miễn cưỡng đủ dùng. Đợi khi lau dọn xong, Lâm vãn vãn đứng thẳng người, thở ra một hơi dài. Xem như đã làm xong, nhưng nếu lại để cho cô quét dọn một lần nữa, cô thật muốn lựa chọn không làm. Mặc dù thấy quét dọn vệ sinh không mệt, nhưng thật sự bắt đầu làm, không chỉ có tốn sức còn đau eo, hơn nữa còn cần rất nhiều thời gian. Sau khi Lâm Vãn Vãn và Lý Xuân Nha quét dọn phòng sạch sẽ, từ trong nhà đi ra tìm Lý Tú Chi. "Mẹ, chúng con đã quét dọn trong nhà xong rồi, mẹ để con đi, mẹ nghỉ ngơi trước đi." Có thể nói Lâm Vãn Vãn quét dọn phòng ung dung hơn Lý Tú Chi rất nhiều, Lý Tú Chi ở trong sân xúc cỏ là công việc phí thể lực nhiều. Sau khi nhận lấy sảnh Lâm Vãn Vãn bắt đầu nhanh chóng làm việc. Động tác của cô nhanh hơn Lý Tú Chi, dẫu sao trẻ tuổi thể lực tốt. Chẳng qua Lý Tú Chi cũng dọn dẹp sạch sẽ trong sân, không được bao lâu đã dọn sạch cỏ còn sót lại. Sau đó Tú Chi cũng không nhàn rỗi, không để cô làm một mình, mà là gom cỏ đã xúc lại thành một đống, như vậy chờ một lát có thể mang đi ném. Lý Xuân Nha lại rất có ánh mắt đi theo sau lưng Lý Tú Chi làm việc, hôm nay cô bé cũng không lười biếng trái lại còn chăm chỉ hơn ngày thường dù lý tú chi đã quyết định thu nuôi cô bé nhưng cô bé vẫn muốn biểu hiện mình để cho mình càng hiểu chuyện hơn vãn vãn có mệt hay không hôm nay thật đúng là khổ cực cho con sau khi dọn dẹp sân xong lý tú chi nhìn lâm vãn vãn có chút ngượng ngùng nói bà vốn chỉ nghĩ để lâm vãn vãn đi giúp cầm ít đồ không nghĩ cuối cùng lâm vãn vãn là người làm việc nhiều nhất tuổi của Lý Xuân Nha còn nhỏ, nhưng làm không ít ngược lại là bà già thật rồi, không còn sức nữa, cũng không bản lĩnh làm việc nữa. Không sao à, chỉ chút việc thôi, cũng không có cực khổ gì. Lâm vãn vãn khoát tay, đây đối với cô mà nói thật sự không là gì cả, ít nhất thoải mái hơn chuyện xuống ruộng nhiều. Đối với cô mà nói xuống ruộng làm việc mới thật sự khó khăn, dù sao cô không có kinh nghiệm, có rất nhiều công việc không biết phải làm sao mới tốt. Cũng may cho tới bây giờ Lý Tú Chi không trách cô. Còn kiên nhẫn hướng dẫn cô, để cho cô từ từ làm. Mẹ, chỗ này hết chuyện làm rồi, con ta trước hết mang những cỏ này, mẹ dẫn nha nha đi tìm quần áo của con bé đi, cầm đủ đồ rồi, chúng ta trở về nhà. Lâm vãn vãn ngoài miệng vừa nói không mệt, nhưng trong lòng vẫn muốn về nhà nằm. Lý Tú Chi cảm thấy sắp xếp như vậy rất tốt, cũng tiết kiệm thời gian, bọn đi đi ra ngoài cũng quá lâu rồi. Được, vậy chúng ta đi trước. Lý Tú Chi gật đầu, bà làm việc dứt khoát lanh lẹ, không phải là người chậm chạp. Phân công làm việc, hiệu suất rất cao. Nhưng lúc bọn họ về nhà, cũng không sớm. Hứa Đại Hải đang ngồi ở trong sân, rỗi rảnh nhàm chán. Để cho ông đi ra ngoài cũng có thể tìm được người nói chuyện, nhưng từ sau khi hứa luật thanh về nhà, ông rất ít qua lại với những người đó, ngược lại không phải là sợ người ta bàn tán chẳng qua là cảm thấy những người đó nói chuyện không dễ nghe coi như con trai ông không có cách nào đứng lên vậy cũng liên quan gì đến người ngoài không cần người khác tới lo lắng hứa đại hải cũng là người có tính cách cứng rắn mặc dù ông cùng bởi vì thiện nhưng thật cùng người náo loạn không được tự nhiên đây chính là ai cũng dỗ không tốt chẳng qua đối với nhà bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì hôm nay hứa luật thanh cưới vợ ông càng không cần quỷ khúc cầu toàn đi giao thiệp với những người khác sao ông lại ngồi ở chỗ này lý tú chi đẩy cửa ra thì thấy hứa đại hải bà kinh ngạc nói đang canh cửa thôi cũng không có chuyện gì hứa đại hải bị lý tú chi kéo trở về thực tại lộ ra nụ cười thật thà nhưng cũng không nói gì từ trước đến giờ ông luôn trầm mặc ít nói lúc này bọn tôi đã mang đủ đồ nha nha muốn dùng đến ngày mai sẽ giặt sạch cho nha nha chờ trời lạnh cũng có quần áo mặc lý tú chi cười nói bà là một rất biết tính toán, cũng sẽ không kéo dài thời gian. Nếu quần áo đã lấy về, bà nhất định sẽ hành động ngay lập tức. Đây nếu đổi thành người khác, còn phải dây dưa hai ngày. Mẹ, mẹ xem rồi sắp xếp là được, con đi về trước tìm luật thanh. Lâm vãn vãn gật đầu, chưa không gian lại cho hai người Lý Tú Chi và Hứa Đại Hải, làm việc một trận, cô cũng có chút mệt. Lúc này Hứa Luật Thanh đang ở trong phòng đọc sách, thấy cô trở về thì cười nói, như thế nào hôm nay mệt không anh quá hiểu tính cách của mẹ mình hôm nay đi qua đó khẳng định phải bận rộn một trận có một chút trong ngoài đều dọn dẹp sạch sẽ lâm vãn vãn thở dài một hơi nếu như cô không đi sợ rằng lý tú chi còn chưa trở về nữa nhưng mà cái nhà kia bị bỏ hoang quá lâu nếu không có người ở cũng sẽ lại đóng bụi thôi cô có thể hiểu hành động của mẹ nhưng cảm thấy không cần thiết nếu không có người ở quét dọn sạch sẽ cũng không có tác dụng nào nhưng là ý định của lý tú chi cô cũng không tiện phản đối bởi vì làm mấy chuyện này cũng không mệt lắm nhưng ở trước mặt hứa luật thanh cô cũng chỉ nhìn không được nói hai câu thôi hôm nay quét dọn xong qua hai ngày lại đến xem có lẽ lại có bụi cho xem hứa luật thanh cũng hiểu ý của cô cười nói với cô mẹ đây là muốn cố gắng thể hiện chút thành ý chuyện xưa của cha mẹ rất phức tạp nghe nói nếu không có bà lý tốt bụng anh cũng không thể sinh ra được chỉ là đáng thương cho lâm vãn vãn đi qua đó còn phải làm việc hôm nay em vất vả rồi nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi đi hứa luật thanh biết chuyện này không có liên quan gì đến lâm vãn vãn nhưng cô đi theo khẳng định là không để cho lý tú chi một mình làm việc cũng không phải rất khổ cực chỉ là có chút phí thời gian phí tâm tư cũng may có ba người nếu không lúc này mẹ còn chưa về nữa. Lâm vãn vãn ngồi xuống, cô cũng không khách khí ngại ngùng với hứa luật thanh. Đại khái vì đã quen thuộc nhau rồi, cho nên ở trước mặt hứa luật thanh, cô có thể nói ra suy nghĩ chân chính của mình. Có muốn uống chút nước không? Hứa luật thanh biết gần đây cô rất mệt mỏi, mới làm việc cũng chưa uống chút nước nào, đã đi cùng Lý Tú Chi quét dọn nhà của Lý Xuân Nha. Cũng không khác lắm, đợi một chút rồi uống đi lâm vãn vãn nghĩ kỹ một chút vẫn từ chối bây giờ nghĩ lại cảm thấy may mắn vì không dẫn anh theo nếu không bụi kia có thể làm cho anh sặc chết mất hôm nay anh ở nhà một mình có nhàm chán hay không hứa luật thanh không hiểu hứa luật thanh ngồi cả ngày sao có thể không đẩy xe đi ra phòng dạo trong sân chỉ ngồi đọc sách nếu là cô thì sẽ không chịu nổi hứa luật thanh ngồi một chỗ có sách anh có thể ngồi đọc cả một ngày cũng cảm thấy không có vấn đề gì nếu có thể còn đọc sách không ăn không ngủ nữa. Chẳng qua bây giờ thói quen như vây đã không còn nữa, cho nên cũng không xuất hiện tình huống đó nữa. Anh cảm thấy cũng được. Đọc sách cũng không cảm thấy nhàm chán. Hứa lực thanh lắc đầu, anh hiểu suy nghĩ của Lâm vãn vãn, cô là người hoạt bát cũng hiếu động. Nếu để cô ngồi cả ngày, chắc chắc sẽ làm cho cô khó xử đến chết. Tính cách của em hoạt bát không thích yên tĩnh. Nhưng đối với anh mà nói, đọc sách là một loại phương pháp giải buồn. Hứa lực thanh quá hiểu Lâm vãn vãn, cho nên cũng không miễn cưỡng cô giống như mình. Anh nói không sai, em đúng là không chịu nổi, cũng không phải không chịu nổi, chính là không thế nào thích yên tĩnh được. Lâm vãn vãn ở mặt thế rất yên lặng, nhưng đi đến hoàn cảnh an toàn này, cô đặc biệt hoạt bát hiếu động. Hơn nữa, bây giờ cô đã quen thuộc nhà họ hứa, trước mặt hứa luật thanh sẽ thả lỏng sao có thể ngoan ngoãn giống như lúc mới đến được để cho cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ chỉ sợ cô đã sớm không chịu nổi rồi em nói nhiều như vậy anh sẽ sẽ không cảm thấy em ồn ào chứ lâm vãn vãn chuyển con ngươi tiến tới trước mặt hứa luật thanh trong giọng nói còn mang ý cười không cảm thấy anh cảm thấy có em ở đây cuộc sống của anh mới có thể náo nhiệt vui vẻ hơn lúc trước hứa luật thanh nghiêm túc trả lời anh thật sự nghĩ như vậy nếu không có lâm vãn vãn cuộc sống của anh sẽ vô vùng bình lặng lúc mới bắt đầu hứa luật thanh còn cảm thấy cô quấy rầy mình, hôm nay lại không cảm thấy cô ồn ào. Vậy thì tốt. Em còn sợ anh sẽ không thích em nữa. Lâm vãn vãn mặc dù đang thử thăm dò anh, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có chút mong đợi. Tất nhiên cô hy vọng hứa luật thanh không ghét cô. Hứa luật thanh nghe nói như vậy, âm thầm cười một cái, sao anh sẽ không thích lâm vãn vãn, anh rất thích cô hai người bọn họ vui vẻ hòa thuận nhưng một nhà tạ gia minh lại xảy ra chuyện tạ gia minh không nhịn được cám dỗ của tiền đi bán máu với vương gia tường trở lại không đến hai ngày cảm thấy cả người không thoải mái chuyện này cũng là nói anh ta xui xẻo vương gia tường đi bán máu nhiều lần không sao đến lượt anh ta đi một lần đã trúng chiêu lý mai hoa không có cách nào dẫn anh ta từ trạm y tế trong thôn đến trạm y tế của sở lại đi vào thành phố 30 đồng bán máu tiêu sạch sẽ, quả thật người cũng bị dính bệnh. Như thế rất tốt, đừng nói cho con đi học, ngay cả tạ gia minh cũng không có tiền xem bệnh. Lý Mai Hoa không có cách nào, cũng không thể cứng rắn không cho tạ gia minh đi khám bệnh, lấy hết tiền tích góp trong nhà rồi, còn mượn tiền khắp nơi, nhưng giờ phút này, ai nguyện ý cho bọn họ mượn tiền chứ? Chuyện này không giấu được, hơn nữa Lý Mai Hoa còn đến hỏi thăm hứa luật thanh anh ta vẫn đi lâm vãn vãn không cảm thấy tạ gia minh đáng thương dù sao bọn họ đã nhắc nhở qua mà anh ta biết có vấn đề nhưng vẫn muốn đi vậy phải gách vác hậu quả chúng ta cũng không thể quản quyết định của người khác hơn nữa anh cũng phải không nhắc nhở là do anh ta xem thường hứa luật thanh không thèm để ý sống chết của tạ gia minh dù sao không có quan hệ gì với anh cả chẳng qua kiếm tiền đúng là chuyện khó khăn mà chỉ trông cậy vào mấy mẫu đất kia đúng là cả đời cũng không phát tài được. Anh nói, làm sao mới có thể kiếm tiền được đây? Lâm vãn vãn trầm tư nói, cô đã nhận thức được tầm quan trọng của kiếm tiền, cũng muốn kiếm tiền chữa chân cho hứa luật thanh. Em muốn kiếm tiền. Hứa luật thanh nhìn cô, anh không biết Lâm vãn vãn sẽ có suy nghĩ như vậy. Đúng vậy, em cảm thấy chân của anh còn có thể chữa, chỉ là điều kiện nông thôn không tốt, em muốn kiếm tiền, chờ em có tiền rồi, đi thành phố lớn xem sao. Lâm vãn vãn gật đầu một cái, cũng không dối gạt anh, nói hết suy nghĩ ra. Hứa luật thanh không biết cô lại có suy nghĩ như vậy, anh muốn nói cho hứa luật thanh biết, không cần phải phí tâm tư muốn chữa bệnh cho anh, nhưng lại không nói ra miệng. Sao anh có thể không muốn đứng lên chứ? Nếu em thật sự muốn, anh cũng có cách có thể thử một chút, dù thất bại cũng không sao. Hứa luật thanh cũng không vòng vo, trực tiếp nói trong cây ăn trái đi, coi như bán không được, nhà chúng ta cũng có thể ăn. Nếu muốn trồng cây ăn trái, vậy phải đi mua mầm cây. Lâm vãn vãn nhân cơ hội này lấy mầm cây trong không gian ra, trộn lẫn một chỗ với mầm cây mua mang về nhà. Lần này mua mầm cây là cô tự đi chuyện này làm cho cô làm việc rất thuận lợi. Chuyện trồng trái cây này không phải đùa giỡn, nếu lâm vãn vãn trong cây, vậy tất nhiên không thể chỉ trồng một miếng đất nhỏ, cô lấy đất của lý xuân nha mà hứa đức phát cho nhà bọn họ cũng trồng cây ăn trái đối với mảnh trái cây này lâm vãn vãn có thể nói là cẩn thận chăm sóc chẳng qua có câu nói công sức không phụ lòng người sự khổ cực của lâm vãn vãn đã được hồi báo cũng làm cho người trong thôn vô cùng ngưỡng mộ ai không muốn kiếm được nhiều tiền chứ nhưng có chuyện của tạ gia minh làm ví dụ bọn họ không dám suy nghĩ đến chuyện này nữa lúc cô đề nghị cả thôn đều trồng cây ăn trái bọn họ không nhìn được đồng ý. Bởi vì có Lâm Vãn Vãn đã thử nghiệm trước, cộng với có hứa luật thanh là sinh viên đại học hiểu biết chỉ đạo, cho nên bọn họ trồng cây ăn trái cũng rất thành công. Với Lâm Vãn Vãn đã bán trái cây một lần, đã có con đường tiêu thụ, càng làm cho người trong thôn yên tâm. Sau khi cây ăn trái trở nên phổ biến trong thôn, Lâm Vãn Vãn bắt đầu xây dựng nông trại. Làm nông trại khó khăn hơn trồng cây ăn trái nhiều, cũng vất vả rất nhiều, nhưng lâm vãn vãn có mục tiêu của mình chờ cô kiếm đủ tiền có thể đưa hứa luật thanh đi chữa chân hứa luật thanh cũng không muốn cả đời này đều ngồi xe lăn lúc trước anh là một người có tinh thần phấn chấn chờ xua khi chân của anh tốt rồi anh có thể đi thực hiện lý tưởng của mình từ trước đến nay lâm vãn vãn không nghĩ đến chuyện cố gắng vì mình cô biết hứa luật thanh không cam lòng cả đời như vậy công việc của nông trại rất nhiều vừa bẩn vừa mệt nhưng cô không than phiền lấy một lời cho đến khi bán một nhóm da cầm xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết muốn chữa chân cho hứa luật thanh phải mất bao nhiêu tiền, nhưng cô biết, chỉ cần mình kiếm thật nhiều tiền, thì không sợ tiền không đủ dùng. Lý Tú Chi cũng biết suy nghĩ của cô, trong lòng vô cùng cảm động, cũng giúp đỡ cô không ít việc. Thời gian từ từ trôi qua, Lâm Vãn Vãn đã tích góp được một khoản tiền lớn. Chuyện dẫn hứa luật thanh đi bệnh viện, cũng được liệt vào lịch trình tuy rằng lý tú chi không nỡ để bọn họ đi xa nhưng bà biết chuyện này là sớm muộn bà không thể vì không nỡ mà không để cho con trai đi chữa chân đối với nhà bọn họ mà nói nếu như hứa luật thanh có thể đứng lên trở lại là chuyện tốt trời cho lúc lâm vãn vãn đưa hứa luật thanh đi chữa bệnh lý tú chi vẫn đứng ở cửa tiễn bọn họ đây là thói quen của bà cho đến bây giờ cũng không thay đổi lâm vãn vãn quay đầu nhìn về phía của bà cô biết bọn họ sẽ trở về, nhưng trong lòng vẫn có chút không nở. Hy vọng chuyến đi này của chúng ta được thuận lợi. Lâm vãn vãn thở dài một hơi, nếu lần này bọn họ thuận lợi, rất nhanh có thể trở về, hứa luật thanh cũng có thể đứng lên lần nữa. Sẽ, nếu thật sự không thuận lợi, chúng ta cũng sẽ trở về. Hứa luật thanh mở miệng nói, thật ra anh không ôm hy vọng với việc chữa chân của mình, vì lúc mới xảy ra chuyện, trong viện nghiên cứu có đưa anh đến bệnh viện nhưng cuối cùng bác sĩ lại nói không có cách nào có thể đứng lên được nữa anh chịu đã kích mạnh cũng không có cách nào lại tiến hành nghiên cứu địa chất nữa cho nên mới trở về bên cạnh cha mẹ già dù biết mình thảm bại trở về như thế này sẽ càng làm cho cha mẹ đau lòng nhưng anh không biết mình còn có thể đi chỗ nào nữa chỉ có ở bên cạnh cha mẹ anh mới cảm thấy yên lòng cứ như vậy sau khi hỏi ý của hứa luật thanh viện nghiên cứu đưa anh về thôn thanh hà Lâm vãn vãn không để tiền ở bên ngoài, cô giấu trong không gian, chuyện này cũng làm cho bọn họ ở xe lửa tránh được chuyện ăn trộm. Sau khi bọn họ đi đến bệnh viên khoa chỉnh hình tốt nhất cả nước, Lâm vãn vãn đẩy hứa luật thanh đi vào khám bệnh. Chân bị thương của hứa luật thanh đã có thời gian quá lâu rồi, những năm nay cũng không đi khám lại, cho nên hứa luật thanh phải chụp hình kiểm tra, lại đi lấy số gặp chuyên gia nói chuyện. Lâm vãn vãn chạy đông chạy tây, xử lý nhiều chuyện cho hứa luật thanh nhân viên y tế trong bệnh viện đều biết vợ chồng sau này có tình cảm rất tốt là cặp trai tài gái sắc nhìn đã thấy không giống người bình thường hơn nữa lâm vãn vãn gầy yếu lại có thể ông hứa luật thanh đi tới đi lui ở sự chăm sóc tận tình của lâm vãn vãn cuối cùng hứa luật thanh cũng đạt được tiêu chuẩn phẫu thuật sau khi phẫu thuật xong hứa luật thanh cũng không thể lập tức xuống giường được lâm vãn vãn không nghĩ không ngủ chăm sóc cho anh sợ chân anh quá đau còn nghĩ cách dỗ dành anh nếu không phải bác sĩ nói bây giờ tình huống của hứa luật thanh không tiện bồi bổ quá nhiều nói không chừng lâm vãn vãn đã mỗi ngày đều mua canh bổ cho anh sau khi có thể đi xuống giường hứa luật thanh phải bắt đầu rèn luyện anh đã nắm trên giường lâu như vậy chân đã không có lực cần phải rèn thói quen đi bộ lâm vãn vãn vẫn ở bên cạnh anh cùng anh cố gắng lúc mới hứa luật thanh có thể xuất viện lâm vãn vãn kích động ông chầm lấy anh trải qua thời gian bầu bạn lâu như vậy tâm ý của bọn họ đã thông cũng không suy nghĩ muốn rời khỏi nhau nữa lúc hứa luật thanh và lâm vãn vãn bước lên con đường về nhà còn nắm chặt tay nhau bọn họ biết lúc này đã không có chuyện gì có thể tách bọn họ ra mẹ thấy chân anh đã tốt lên nhất định sẽ vui vẻ lâm vãn vãn ngồi trên ghế da xanh biếc của xe lửa nhìn phong cảnh bên ngoài đột nhiên mở miệng chuyện này còn phải cảm ơn em nếu như không có sự cố gắng và kiên trì của em anh cũng sẽ không thể đứng lên lần này hứa luật thanh biết anh có được ngày hôm nay hoàn toàn đều dựa vào sự cố gắng của hứa luật thanh em chỉ cảm thấy anh phải đứng lên mà không phải ngồi xe lăn cả đời trong mắt lâm vãng vãng hứa luật thanh rất ưu tú cũng biết hứa luật thanh có thể đứng lên được một lần nữa có lẽ sẽ rời khỏi cô nhưng cô vẫn kiên định lựa chọn đi chữa chân với anh Hứa luật thanh không để cho cô thất vọng, dù cho đã trở nên hoàn hảo như lúc trước, vẫn ở bên cô. Chờ sau khi về nhà, chúng ta tổ chức một hôn lễ buồn nhé. Hứa luật thanh đã sớm có suy nghĩ này rồi, lúc bọn họ kết hôn không có gì cả, cũng không có bày tiệc rượu. Hôm nay trong nhà điều kiện tốt, chân của anh cũng đã tốt lên, đúng lúc bọn họ có thể chính thức tổ chức đám cưới. Được. Lâm vãn vãn quay đầu nhìn anh, trong mắt đầy ý cười cô biết hôn lễ lần này của cô của hứa luật thanh là hai bên cam tâm tình nguyện không phải bởi vì ăn không đủ no cũng không vì mưu cầu con đường sống chờ về đến nhà chúng ta sẽ tổ chức hứa luật thanh cầm thật chặt tay lâm vãng vãng trong giọng nói đều mang theo vui sướng trong lòng bọn họ đều biết tương lai còn dài cuộc sống sau này sẽ càng thêm quang minh rực rỡ bọn họ sẽ có đứa con của mình cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp quan trọng nhất là bọn họ yêu nhau tâm ý tương thông không thay đổi đây đối với bọn họ mà nói là quá đủ rồi cả đời này hứa luật thanh trải qua rạng rỡ cũng trải qua thất bại hôm nay anh có người mình yêu cũng không muốn đi đến nơi cũ nữa chỉ nguyện thời gian yên tĩnh cùng người ở bên nhau lâm vãn vãn cũng tìm được chỗ yên lòng cách xa cuộc sống chạy trốn nơi mạc thế kia kính thưa quý vị khán thính giả đến đây tác giả có lời muốn nói gần đây công việc rất bận, sức khỏe cũng xảy ra vấn đề, một ngày chỉ ngủ được 6 tiếng. Vì thế không thể cân bằng giữa chuyện công việc và viết văn. Cho nên đi đến quyết định viết đến kết cục của bộ truyện. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. HTN Official qua giọng đọc Nam Minh mến chào quý vị khán thính giả. Quý vị nhớ bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông để không bỏ lỡ các bộ truyện hay tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị ở bộ truyện tiếp theo. Chúc quý vị một ngày tràn đầy năng lượng.